Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Có thể thấy được hay là có nhân quả. Hứa ưng ánh mắt chấp động, thầm nghĩ, chỉ là nhân quả này cũng không phải là phổ thông nhân quả, mà là thiên địa nhân quả. Nhân quả bực này, chỉ có phối hợp kiếp vận mới có thể nhìn ra mánh khóe, đem tìm ra. Hắn nghĩ tới nơi này, hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục lại lần nữa ẩm vang vận chuyển, lại có một đạo kiếp vận động nguyên bay ra, cùng nhân quả luân hồi tương dung. Thiên thành tử trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, đây là hứa ứng trên thân xuất hiện loại thứ ba cường đại nhất đạo hắn vậy mà có thể đem ba loại cường đại nhất đạo, muốn tu luyện đến bất hủ cảnh, thật sự là hậu sinh khả úy. Chờ một chút, ánh mắt của hắn chấp động, thầm nghĩ, nếu như hứa đạo hữu chỉ tu luyện cái này ba loại đại đạo, như vậy hắn đã sớm có thể chứng đạo bất hủ. Mà hắn vẫn như cũ là đạo cảnh bát trọng, một chứng cảnh giới, thì nói rõ, hắn còn có loại thứ tư đại đạo. Loại đại đạo này hạn chế cảnh giới của hắn. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, kiếp vận động nguyên đã cùng nhân quả luân hồi dung hợp, vẫn như cũ hóa thành một đạo vầng sáng luân hồi. Có kiếp vận trợ giúp, hứa ứng rốt cuộc thuận lợi tìm được từng tôn đạo chủ nhân quả. Đạo chủ trên thân có ba loại nhân quả, một là thiên địa nhân quả, thiên sinh địa dưỡng, đến thiên địa chi khí mới có thể sinh tồn. Hai là đại đạo nhân quả, tu luyện đạo pháp, đến thiên địa đại đạo mới có thể thành đạo đắc đạo. Ba là vũ trụ nhân quả, vũ trụ là một đoàn hỗn độn chi khí diễn sinh, hóa thành hồng nguyên, hồng nguyên mở mới là vũ trụ, Sinh ở trong đó, liền có trọng nhân quả này cần hoàn lại. Hứa ứng sau đầu vầng sáng luân hồi phi tốc xoay tròn, đem từng tôn đạo chủ tự thân chỗ thiếu ba loại nhân quả thu vào đáy mắt, hướng tương lai thế nhìn lại. Cái này ba loại nhân quả cuối cùng, là một đoàn hỗn độn, nhìn không rõ. Bởi vì chỉ có thiên địa, đại đạo cùng vũ trụ ba loại nhân quả, những này đạo chủ kinh lịch đối với hứa ứng tới nói cũng là một mảnh không biết, không bằng lúc trước rõ ràng rõ ràng. Đột nhiên, thời không luân hồi lại lần nữa khởi động lần này vẫn như cũng không thể dung chuyển hứa ứng cùng thiên thành tử. Bất quá lần này từ trong vết rách thời không rơi xuống khỏi thi thể càng nhiều, đã có hơn phân nửa truy sát hứa ứng người, chết tại nhiều lần trong luân hồi. Thần ma đại đạo quân cùng thái nhất đại đạo quân hai đại cao thủ này, cũng nhiều chỗ bị thương, trên thân hai người vết thương mỗi một lần đều so với một lần trước nhiều. Hai vị này đại đạo quân cũng biết không ổn, thế là thái nhất tìm tới thần ma, hai người thương nghị một phen, quyết định liên thủ. Mà ở trên bầu trời, Hứa ứng vẫn như cũ đứng trên không trung, điều vận thời không luân hồi, khóa chặt cái này 54 vị đạo chủ. Những này đạo chủ chuỗi nhân quả có dài có ngắn, hẳn là đại biểu cho tính mạng của bọn hắn có dài có ngắn. Cùng tìm kiếm 58 người, không bằng chọn lựa bên trong một cái, toàn lực đột phá. Hứa ứng vừa nghĩ đến đây, lập tức phi tốc nói, thiên thành tử, ta đem thử nghiệm gạt bỏ một vị đạo chủ, người chuẩn bị kỹ càng, có thể sẽ có hung hiểm. Thiên thành tử xưng phải, trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời ứng đối bất chắc sự tình. Hứa ứng cũng có chút khẩn trương, hắn hay là lần đầu điều vận nhân quả, tại một vị đại đạo chi chủ còn không phải đạo chủ lúc, đem nó bóp chết. Hắn hướng phía dưới Quỳnh Hoa đảo nhìn lại, lúc này chính vào lại một lần thời không luân hồi bộc phát thời điểm, truy sát hứa ứng thần ma đại đạo quân cùng ngàn vạn bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, còn chưa rơi xuống đất, thái nhất đại đạo quân mới vừa tiến vào vết sách thời không. Quỳnh Hoa đảo bên trên, rất nhiều bỉ ngạn tu sĩ đã đi tới, nơi xa, La đạo chủ ngay tại lái xe tới trước, hứa ứng không cần nghĩ ngợi, điều động từ thân đạo lực, tay bấm kiếm chỉ, đầu ngón tay ba thước kiếm khí chậm rãi sinh ra, hướng La đạo chủ xe kéo một trường xa xa một chỉ, kiếm khí phá không mà đi. Cùng lúc đó, hứa ứng sắc mặt đột biến, lập tức phát giác được La đạo chủ chuỗi nhân quả bên trên, một cỗ vô biên hùng hồn đạo lực từ thời không một chỗ khác cuồn cuộn đánh tới, tốc độ cực nhanh. Thiên thành tử hắn quát to một tiếng. Thiên Thành Tử cũng lập tức phát giác được cô kia đáng sợ không gì sánh được đạo lực. Như thế đạo lực không phải tương lai thời không la đạo chủ chủ động xuất thủ, mà là đại đạo của hắn tại phát giác được đi qua tuế nguyệt phát sinh gợn sóng, chủ động dẹp yên gợn sóng. Đang chuẩn bị từ trong thời không gạt bỏ la đạo chủ hứa ứng, chính là cái này gợn sóng. Ngay tại hứa ứng ba thước kiếm khí rơi vào trên xe kéo đồng thời, la đạo chủ chỗ tu trì đạo chủ cấp đại đạo, hồn chi đạo cũng tự phản nhào mà đến. Lấy tốc độ này hứa ứng căn bản không kịp chu sát la đạo chủ, liền sẽ bị cỗ này đại đạo chi lực xóa đi. Bao quát hắn chiêu kia chu tiên kiếm chỉ thần thông, hứa ứng một chiêu này chu tiên kiếm chỉ, tích chứa sát phạt chi đạo, còn có chính là một bộ phận tịch diệt đạo lực, kiếp vận đạo lực. Cái này ba loại đạo lực hỗ trợ lẫn nhau, có thể đem một kiếm này uy lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng căn bản là không có cách ngăn cản đạo chủ cấp đại đạo ba động. Thiên thành tử quát lên một tiếng lớn, hứa ứng bốn bề lập tức giống như là hoa sen mở ra đồng dạng, hướng ra phía ngoài nở rộ tầng tầng thời không, chỉ một thoáng vô lượng thời không lấy hứa ứng làm trung tâm hướng ra phía ngoài dâng trào, ngăn chặn cố kia từ tương lai xa xôi oanh tới đạo lực. Hứa ứng thân bị, liên miên liên miên thời không nhao nhao chôn vùi, sau đầu của hắn vầng sáng luân hồi cũng trong lúc bất chợt vỡ thành cặn bã, cát chảy đồng dạng tán đi. Thiên thành tử chủ động tiếp nhận cố kia hồn đạo đạo lực, bị chấn động đến tai mắt mũi miệng phun máu, quyền trưởng giao thoa, không ngừng hướng thời không chỗ sâu đánh tới hắn mặc dù là nửa chết nửa sống đại đạo chi chủ, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn, rốt cục đem cái kia hồn đạo đạo lực cắt đứt như vậy một cái trước mắt. Nhưng lập tức càng thêm bàng bạc hồn đạo đạo lực vào tới, đem hai người bao phủ. Oanh, hứa ứng chu tiên kiếm chỉ đâm xuyên qua la đạo chủ xe kéo, đi vào kinh hãi muốn tuyệt la đạo chủ trước người. Hồn đạo đạo lực ba động theo sát mà tới, đã nát chu tiên kiếm chỉ. Cùng một thời gian, mảnh thời không này kịch liệt chấn động, không chịu nổi thay đổi quá khứ nhân quả, đám người đỉnh đầu hàm vĩ chi xả nhau nhau sụp đổ, vỡ vụn, trôn vùi. Thành công không, hứa ứng lọt vào hồn đạo phản phệ, như gặp phải trọng kích, sắp hôn mê trước, chỉ gặp thái nhất đại đạo quân cái kia cao lớn không gì sánh được bóng lưng, ngăn tại trước người của mình. chương 1465, là đạo chủ chân. Qua không biết bao lâu, hứa ứng thăm thẳm tỉnh lại, chỉ gặp bốn phía một mảnh lờ mờ, hắn lúc này đã không trên quỳnh hoa đảo, bốn phía cũng không phải thời không quá khứ, mà là một mảnh đổ nát thê lương hắn lại về tới long hưng tự di tích hứa ứng lung la lung lay đứng dậy hắn tại hôn mê trước đó nhớ kỹ là thái nhất đại đạo quân tại nguy hiểm nhất trước mắt ngăn tại trước mặt của mình ngăn cản hồn đạo đạo lực trùng kích hồn đạo cũng là một loại cực kỳ cao minh thiên địa đại đạo bao quát ở trong thái nhất đại đạo có thể bị luân hồi đại đạo chỗ chủ tính chung giữa thiên địa phàm là sinh mệnh đều là tại hồn đạo bên trong sinh mệnh càng mãnh liệt hồn đạo liền càng lớn mạnh loại đại đạo này uy lực tự nhiên không thể khinh thường muốn dùng nhân quả luân hồi giết một cái người đắc đạo đầu tiên chỉ cần có thể ngăn cản được hắn đại đạo gợn sóng thiên thành tử thanh âm truyền đến có chút khàn khàn nói hứa ứng ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản liền xem như ta học xong đạo pháp của ngươi nắm giữ thần thông của ngươi ta vẫn như cũ giết không được hoa thịnh thịnh bọn người hứa ứng lung la lung lay đi qua chỉ gặp thiên thành tử đổ vào trong một mảnh phế tích bốn phía đều là đạo huyết trong đạo huyết dâng lên từng khối mảnh vỡ thời không lưu ly đồng dạng, lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung. Những mảnh vỡ này giống như là tấm gương, trong kính có không trọn vẹn sơn thủy, nếu như liều cùng một chỗ, nhất định cực kỳ mỹ lệ. Hứa ứng hướng hắn đi đến, đem hắn nâng ngồi dậy, tựa ở một bức đoạn tường bên cạnh. Hoa thịnh thịnh mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, là đạo chủ lâm đạo chủ cũng muốn so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ta tự mình xuất thủ, vẫn như cũng ngăn không được bọn hắn đại đạo gợn sóng. Thiên thành tử sắc mặt thảm đạm, lắc đầu cười nói, hắc hắc, bị ngạn kiếp vận, nhất định không cách nào tránh khỏi. Thương thế của hắn cực nặng, thể nội thời không đại đạo bắt đầu phá toái, hóa thành mảnh vỡ từ trong cơ thể hắn tràn ra. Thiên thành tử ánh mắt tan rã, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn nguyên bản cũng đã bị hoa đạo chủ chặt thành sắp chết trạng thái, chỉ có một ngày tuổi thọ, lần này thay hứa ứng đỡ được phần lớn hồn đạo gợn sóng, tương đương với đón lấy la đạo chủ một kích chí mạng. Một kích này, rốt cuộc muốn mệnh của hắn, hận không thể cứu bỉ ngạn, thiên thành tử nghẹo đầu, khi tuyệt bỏ mình đúng lúc này hứa ứng phát giác được khí tức quen thuộc trong lòng khẽ nhúc nhích huyết tế hắn phát giác được huyết tế khí tức hắn đứng dậy đã thấy ngàn vạn bộ thi thể trôi lơ lửng trên không trung nhau nhau giải thể những thi thể này là chết trên quỳnh hoa đảo đám người giờ phút này biến thành huyết tế tế phẩm bọn hắn tự thân đại đạo tan rã hóa thành vô số mảnh vỡ đại đạo một thân tu vi hóa thành huyết khí chậm rãi hướng chảy thiên thành từ thi thể không trung vỡ vụn thời không đại đạo cũng tại trận huyết tế này bên trong dần dần gây dựng lại thời không đại đạo khôi phục trên đất đạo huyết cũng khôi phục sức sống đi về phía thiên thành tử thể nội trải tới hứa ứng nhìn lại chỉ gặp long hưng tự trên phế tích một cái cao lớn khoan hậu thân ảnh đang chủ trì huyết tế chính là thái nhất đại đạo quân hứa ứng đi ra phía trước đi vào thái nhất đại đạo quân phía sau thái nhất thân hình lảo đảo từ không trung rơi xuống hứa ứng tiến lên đang muốn nâng thái nhất đưa tay ngừng Nói ta còn không có biến thành phế vật, không cần ngươi giúp đỡ." Thân hình hắn đứng vững, lung lay đầu, nói ta vừa mới xé mở thời không quá khứ, tiến vào bên trong, liền gặp ngươi cùng Thiên thành tử gặp nạn, thế là giúp ngươi ngăn cản một chút. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng chỉ là vừa mới từng tiến vào đi, liền phát hiện chính mình mình đầy thương tích. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, phun ra một ngụm chọc khí, nói, trên người ta thương, hơn phân nửa đều là Thiên thành tử thần thông vết tích nhưng ta không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Hứa ứng khóe miệng giật giật, bên tai tựa hồ lại vang lên Thái Nhất giết người rồi hò hét. Thái Nhất nói, may mắn có thiên thành tử vì ngươi ngăn trở phần lớn công kích, nếu không bằng vào ta trạng thái, đoán chừng cũng vô pháp đem la đạo chủ công kích dư ba ngăn lại. Hắn lắc đầu, vẫn còn có chút sự tình nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thay hứa ứng đón lấy hồn đạo gợn sóng dư ba, liền phát hiện chính mình đột nhiên từ quá khứ về tới Long Hưng Tự. Càng thêm cổ quái là, lúc trước tiến vào long hưng tự những người kia trừ thần ma đại đạo quân các loại giải rác mấy người bên ngoài những người khác biến thành thi thể hắn lúc rơi xuống đất liền thấy trên bầu trời rơi ra thi vũ từng bộ thi thể phù 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 đập xuống đất cực kỳ khủng bố cũng may những người này hẳn là tử vong không lâu còn rất tươi mới thế là hắn liền dáng chống đỡ cường điệu thương thân thể chủ trì trận huyết tế này phục sinh thiên thành tử hứa ứng nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra thái nhất hỏi Hứa ứng đem sự tình tiền căn hậu quả nói thẳng ra, nói ta cùng thiên thành tử luân hồi hơn 900 lần, những thi thể này, chính là những cái kia truy sát ta người chết tại quá khứ lưu lại thi thể. Thái nhất liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa ứng lắc đầu, nói, lần này thật không phải ta giết chết, bọn hắn cái chết, không liên quan gì đến ta. Bọn hắn là chết tại tham niệm của mình dưới, những người này bởi vì tham niệm, muốn xử lý lúc tuổi còn trẻ hoa đạo chủ bọn người, thay vào đó, kết quả hoa đạo chủ bọn người có thể chết một lần lại một lần, tự có thời không luân hồi đem thời gian phát về một ngày trước, mà bọn hắn chết liền thật đã chết rồi, không phục sinh được. Ta tại cuối cùng, nhất thống nhân quả luân hồi cùng kiếp vận, đâm la đạo chủ một kiếm. Nếu là một kiếm này thành công, đương kim trên đời liền lại không la đạo chủ. Hứa ứng nói, thái nhất lắc đầu nói, người nếu là thật sự có thể làm được tại quá khứ liền gạt bỏ la thế tông bực này đại đạo chi chủ. Ngươi liền có thể mạt sát bỉ ngạn bất luận kẻ nào, bao quát hoa đạo chủ cùng lâm đạo chủ, cùng chúng ta tứ đại đạo quân cùng bỉ ngạn hết thảy bất hủ. Ngươi trực tiếp tạo phản ta ủng lập ngươi là bỉ ngạn chi chủ. Hứa ứng bị hắn nói đến dục dịch, con mắt lóe sáng tinh tinh, thật. Thái nhất nói, nhưng mà ngươi làm không được, bây giờ ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được, là đạo chủ hồn đạo như mặt trời ban trưa, vẫn tại đạo kỳ thiên trung thiên phía trên. Ngươi cũng không có giết hắn, hứa ứng sắc mặt ảm đạm, thái nhất hướng thiên thành tử đi đến, đột nhiên nói, bất quá ta biết một việc, là đạo chủ tại Quỳnh Hoa đảo thịnh hội trước đó, một mực là cái người kiện toàn. Quỳnh Hoa đảo thịnh hội lúc, hắn không biết sao đột nhiên nửa người dưới tê liệt, đã mất đi chi giác. Hứa ứng chừng to mắt, bước nhanh đuổi theo hắn, nói ý của ngươi là nói, ta một kiếm kia hay là đâm chúng hắn. Thái nhất đại đạo quân lắc đầu nói, ta cũng không biết. Thời điểm đó ta chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ biết là bởi vì việc này, hoa, lâm bọn người kích động vạn phần, nói là đi vào bỉ ngạn người thiên cảnh tu vi có thành tựu, ở trên đường ám toán la đạo chủ, đem hắn đánh cho tàn phế. Đằng sau trên triệu năm, la đạo chủ cũng không có thể đem đạo thương chữa trị. Dù là hắn chứng được đạo chủ, cũng vẫn là người tàn phế. Còn có phải hay không là ngươi làm, liền không phải ta có khả năng biết. Hứa ứng ngơ ngẩn, dừng ở nguyên địa, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ có thể trở lại quá khứ, sửa đổi lịch sử. Hay là nói, ta trở lại quá khứ, chỉ là thành toàn lịch sử, mà cũng không phải là sửa đổi. Hắn trầm ngâm một lát, đuổi theo Thái Nhất, giờ phút này thiên thành tử đã phục sinh, cùng Thái Nhất đại đạo quân trào. Giữa hai người cũng không lạ lắm, đã từng xem như bằng hiếu, nhưng Thái Nhất cùng người giao tế không nhiều, cũng không kéo bè kết phái cử động, bởi vậy thiên thành tử cùng Thái Nhất cũng không quá thân cận. Hứa ứng tiến lên, hướng thiên thành tử chào, cười nói chúc mừng đạo huynh phục sinh. Thiên thành tử vội vàng hoàn lễ, nói đa tạ hứa đạo hữu liều mình tương trợ, tự nhiên thu hoạch không ít. chương 1466, Thái Nhất gặp hắn tôn kính hứa ứng, cũng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo chi ý, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói là liệt đồ. Thiên thành tử nói, đạo hữu có đồ như vậy, tiện sát người bên ngoài. Người đệ tử này, tương lai tất thành đại khí, thành tựu không thể đoán trước. Thái Nhất nụ cười trên mặt càng đậm, đột nhiên thu lại dáng tươi cười, nói đáng tiếc chính là một thân phản cốt. Hắn tương lai công thành, chắc chắn sẽ tạo phản, thiên thành tử sắc mặt cổ quái, trong đầu không khỏi tiếng vọng lên thái nhất giết người hò hét. Thái nhất trên người thân này thương, chính là bởi vì hắn mỗi lần đều muốn tạo phản diệt trừ hoa đạo chủ bọn người, ép hứa ứng, hứa ứng mới khiến cho ta đem hắn đánh thành dạng này. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ không biết, mình mới là thái nhất đạo môn lớn nhất phản cốt. Thái nhất đại đạo quân tuy biết trên người mình thương hơn phân nửa cùng thiên thành tử có quan hệ, nhưng cũng không hỏi thăm, trên đời này có thể làm cho hắn người bị thương không nhiều, thiên thành tử để lại cho hắn những này thương, ngược lại có thể cho hắn có thể dòm mó thời không đại đạo ảo diệu. Thái nhất đại đạo vốn là vạn đạo chi tổ, đối với thời không, hồn đạo loại hình đại đạo lĩnh ngộ đến càng nhiều, thái nhất đại đạo thành tựu cũng liền càng cao. Hai người hàn huyên một phen, thái nhất nói, thiên thành tử, người lần này phục sinh, có dự định gì? Thiên thành tử nói, trước dưỡng thương, nếu không thể trở về đến quá khứ thời không, giết chết hoa, lâm, là các loại 58 vị đạo chủ, như vậy ta liền lưu tại hiện tại, chữa khỏi thương thế, lại giết chết hoa lâm la ba người. Thái nhất nói, đạo hiếu, người cũng không phải là cái thứ nhất phục sinh đạo chủ, trừ người bên ngoài, còn có kỳ thương, huyền hồng, cũng đã phục sinh. Kỳ thương đi thiên cảnh, tìm nơi nương tựa đạo tôn. Nếu như ta đoán không sai, huyền hồng hẳn là cũng sẽ tiến về thiên cảnh. Thiên thành tử nhíu lông mày, nói, người muốn cho ta cũng đi thiên cảnh, tìm nơi nương tựa đạo tôn. Thái nhất, ta mặc dù cảm thấy Quỳnh Hoa đảo thịnh hội là bị ngạn kiếp vận chi đầu nguồn, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy suy đoán của hắn sai lầm hắn sợi tóc chuẩn bị dựng thẳng lên nói bỉ ngạn thiên địa đại đạo bị lý văn thay thế dài đến hơn một triệu năm đạo hôi tuyết lớn chết vô số kể thánh tộc thiên cảnh lý văn đến bỉ ngạn sẽ dẫn phát thiên địa đại đạo sụp đổ gây dựng lại đạo tôn thật không biết vì sao không có nhắc nhở chúng ta thái nhất trầm mặc xuống thiên thành tử cười lạnh nói so sánh hoa lâm la ba người ta càng tin bất quá đạo tôn ta tình nguyện lưu tại bỉ ngạn chết tại bỉ ngạn cũng không muốn đi thiên cảnh tìm nơi nương tựa hắn. Thái nhất đại đạo quân nói, ngươi lưu tại nơi này có dự định gì? Bỉ ngạn kiếp vận sắp tới, ngươi không cách nào tiêu kiếp, kiếp vận vừa đến, ngươi cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Thiên thành tử cười ha ha, hào khí vượt mây, đã như vậy, vậy liền cùng hoa đạo chủ bọn hắn đau thật thương thật làm một cuộc. Dù chết cũng là anh hùng. Thái nhất lộ ra dáng tươi cười, nói, đạo hữu, nếu chúng ta không cách nào thay đổi quá khứ, cũng vô pháp tránh đi kiếp vận như vậy ta có một ý kiến, chính là sao không đường đường chính chính độ kiếp. Phục sinh càng nhiều đạo chủ, chân chính cùng kiếp vận đối kháng, vượt qua chàng kiếp vận này. Cho dù là cạo xương liệu độc, cho dù là gãy chi tái sinh, cũng tốt hơn luôn luôn tái giá kiếp vận dẫn đến kiếp vận càng ngày càng nặng. Hứa ứng lường thái nhất một chút, thầm nghĩ, lão đầu tử đây là muốn tạo phản. Thiên thành tử nghe vậy, cực kỳ tâm động, nói, đường đường chính chính độ kiếp trước đó, chỉ cần trước diệt trừ hoa, lâm, là ba người, nếu không chúng ta há có thể an ổn trợ giúp bỉ ngạn độ kiếp được vận. Thái nhất chậm rãi nói, ta cũng đang có ý này. Chỉ hận chưa gặp được người đồng đạo, thiên thành tử xòe bàn tay ra, hai người song trưởng tấn công, trùng điệp giữ tại cùng một chỗ. Hứa ứng cũng đưa tay ra trưởng, biểu thị muốn cùng bọn họ nắm một nắm, thái nhất trần chờ một chút, không cùng hắn nắm. Thiên thành tử lại cùng hắn nắm chặt lại, cười nói có hứa đạo hữu tương trợ, chúng ta phần thắng càng lớn. Thái nhất lặng lẽ truyền âm nói, ta tên đệ tử này một thân phản cốt, lần này giải cứu ngươi cùng mặt khác đạo chủ, kỳ thật sắp tâm hại người, là để cho ta bị ngạn thiên hạ đại loạn. Thiên thành tử nghe vậy, thầm nghĩ, ngươi không phải cũng là như vậy. Hứa đạo hiếu, ngươi chịu không nhẹ hồn đạo đạo thương, phải chăng cần ta hỗ trợ? Thiên thành tử hỏi, hứa ứng lần này thụ thương cũng không nhẹ, thương thế của hắn đều là hồn đạo hình thành đạo thương, thương tới chính là hồn phách, rất khó chữa trị đương kim trên đời tại hồn đạo bên trên trí cao thành tựu chính là la đạo chủ, hắn mạch này công pháp không có chuyển ra ngoài, hứa ứng tại hồn đạo bên trên tạo nghệ cũng không phải rất cao. Hứa ứng lắc đầu nói, ta vừa vặn nhờ vào đó đạo thương, tìm hiểu một chút hồn đạo. Thiên thành tử nói, cũng tốt, ta cùng thái nhất đạo hữu cùng rời đi, ngươi là có hay không cùng chúng ta đồng hành. Hứa ứng lắc đầu, thái nhất nói, nơi đây không nên ở lâu. Hoa đạo chủ mặc dù ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng la đạo chủ cùng thiên thành tử có thù, là đạo chủ nếu là phát giác được nơi đây biến cố, khẳng định sẽ làm to chuyện. Thiên thành tử nghe vậy, kinh ngạc nói, ta cùng La Thế Tông có thù. Ta làm sao không biết? Thái Nhất nói, liệt đồ cùng ngươi liên thủ, tại Quỳnh Hoa Đảo thịnh hội trước đó, đâm La đạo chủ một kiếm, La đạo chủ mặc dù không nhận ra liệt đồ chiêu pháp, nhưng nhận ra ngươi thời không đại đạo dấu vết lưu lại, lại không khó làm được. Hắn bị liệt đồ một kiếm đâm thành tê liệt, tê liệt 120 triệu năm, trong lòng cừu hận. Chờ một chút, Thiên Thành Tử nhíu mày, đưa tay ngừng hắn, nghi ngờ nói: "Là thế tông Tê Liệt? Chuyện khi nào? 120 triệu năm trước sự tình, Thái Nhất cũng là rất là hoang mang, nói: "Ngươi không biết việc này. Ta nhớ được ngươi còn tại người ta phía sau, gọi hắn là bại liệt. Chẳng lẽ ngươi đã quên?" Thiên Thành Tử ngẩn ngơ, nói: "Không đúng, không đúng. Đệ nhất kiếp vận lúc bộc phát, mãi cho đến ta bị Hoa đạo chủ trọng thương, là thế tông đều là đang yên đang lành, tuyệt đối không có co quắp." thái nhất càng thêm hoang mang nói chi nhớ của ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm la đạo chủ vẫn luôn là tê liệt mỗi lần xuất hành đều phải ngồi xe ta biết hắn lâu như vậy gặp qua hắn không biết bao nhiêu mặt còn không đến mức nhớ lầm điểm này thiên thành tử nói ta cũng không trở thành nhớ lầm chờ một chút trên mặt hắn lộ ra vẻ không thể tin được ánh mắt rơi vào hứa ứng trên khuôn mặt kinh ngạc nói ta không có nhớ lầm người cũng không có nhớ lầm mà là chuỗi nhân quả hoàn toàn chính xác cải biến hứa đạo hữu một kiếm kia, cải biến quá khứ, hứa ứng cũng là trong não ông ông tác hưởng, chẳng lẽ, hắn không chỉ là thành toàn lịch sử quá khứ, đồng thời cũng cải biến lịch sử quá khứ. Chẳng lẽ, sử thượng thật sự có một cái không có tê liệt la đạo chủ, thẳng đến chính mình trở lại quá khứ, điều vận nhân quả luân hồi đâm hắn một kiếm, mới xuất hiện một cái tê liệt la đạo chủ. chương 1467, hứa đạo hữu lên xe. Hứa ứng cùng thiên thành tử, thái nhất tách ra, còn đang suy nghĩ lấy việc này ta hiểu được, thiên thành từ tu luyện thời không đại đạo, lại từ thời không đẩy ngược luân hồi, hắn là thời không luân hồi đạo chủ. Chuỗi nhân quả đang phát sinh biến động lúc, hắn cũng không có bị ảnh hưởng, cho nên hắn còn nhớ rõ chuỗi nhân quả biến động chuyện lúc trước. Hứa ứng thầm nghĩ, nhưng là thái nhất trên thời không luân hồi tạo nghệ không có hắn cao, cho nên thái nhất bị chuỗi nhân quả biến động ảnh hưởng, không nhớ rõ chuỗi nhân quả biến động chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ là đạo chủ tại Quỳnh Hoa Đảo liền tê liệt. Hắn tay lấy ra giấy, cắt thành một cái dài mảnh, ở chính diện vẽ lên một đạo tơ hồng, mặt sau vẽ lên một đạo tơ lam. Tơ hồng đại biểu cho thái nhất bọn người chỗ chuỗi nhân quả, tơ lam đại biểu cho thiên thành tử chỗ chuỗi nhân quả. Tơ hồng bên trong là đạo chủ từ Quỳnh Hoa đảo thịnh hội liền bắt đầu tê liệt. Tơ lam bên trong là đạo chủ mãi cho đến thiên thành tử bị hại, cũng không từng tê liệt. Hứa ứng đem tờ giấy xoay tròn nửa vòng, tờ giấy hai đầu đổi cùng một chỗ, tơ hồng cùng tơ lam tương giao, xuất hiện tại cùng một cái trên mặt phẳng. Cái này mang ý nghĩa, Tê Liệt La đạo chủ cùng không có Tê Liệt La đạo chủ, tồn tại cùng một cái nhân quả trong thời không. Mà tạo thành loại này xoay tròn chính là hứa ứng vận chuyển nhân quả luân hồi, đâm về La đạo chủ đạo kia Chu Tiên kiếm chỉ. Tất cả những người khác, bao quát bất hủ cùng đại đạo chủ, cũng đều bị chuỗi nhân quả biến động ảnh hưởng, chỉ nhớ rõ La đạo chủ tại Quỳnh Hoa đảo cũng đã tê liệt. Đây là đạo hạnh của bọn hắn không đủ gây nên, không thể thấm nhuần nhân quả, nhìn rõ luân hồi, hiểu rõ thời không. Hứa Ứng thầm nghĩ, Thiên Thành Tử lại bởi vì tại Luân Hồi bên trên tạo nghệ không có đạt tới tuyệt đỉnh trình độ, mà lại đối với nhân quả đại đạo cũng là kiến thức nửa vời, không thể đồng thời xem kỹ hai đầu chuỗi nhân quả. Hắn không thể phát hiện hai đầu chuỗi nhân quả tương giao. Đương nhiên, Hứa Ứng cũng không có làm đến bước này. Hắn không thể cùng lúc vượt ngang hai cái thời không chuỗi nhân quả, đem đây hết thảy nắm giữ. Hắn chỉ là tại sau đó thôi diễn ra luân hồi thời không nhân quả biến hóa cùng tương giao hứa ứng hướng long hưng tự đi ra ngoài thầm nghĩ bất quá một cái khác có thể phát giác được loại biến hóa này hẳn là sẽ là la đạo chủ ta đâm về hắn lúc tuổi còn trẻ hắn hồn đạo phát sinh ba động hắn nhất định sẽ có chỗ phát giác lần này thiên thành tử phục sinh hoa đạo chủ có lẽ sẽ không tham dự nhưng hắn nhất định sẽ tới tìm thiên thành tử ta chỉ cần mau rời khỏi hắn tăng thêm tốc độ chạy về phía long hưng tự bên ngoài đột nhiên thần ma đại đạo quân thanh âm truyền đến hứa ứng hứa ứng trong lòng nghiêm nghị nói thầm một tiếng muốn hỏng việc hắn bây giờ hồn đạo thương thế vẫn còn cũng không khỏi hẳn lấy loại trạng thái này đối mặt thần ma đại đạo quân chỉ sợ chính mình ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có hắn ngăn chặn hồn đạo thương thế tăng thêm tốc độ thẳng đến bên ngoài chùa mà đi thần ma đại đạo quân thấy thế cũng tăng thêm tốc độ đuổi theo mà đến cười lạnh nói quả nhiên là ngươi hứa ứng ta thần ma đạo môn bị ngươi diệt môn hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn để cho người nợ máu trả bằng máu hai người một trước một sau người đuổi ta đuổi phía trước long hưng tự môn hộ đang nhìn hứa ứng trong lòng có chút buồn bực ta thụ thương nặng như vậy thần ma đại đạo quân thế mà lâu như vậy còn không có đuổi kịp ta là hắn cũng thụ thương hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp thần ma đại đạo quân trên thân khắp nơi đều là đáng sợ đạo thương ba tấm gương mặt bên trái khuôn mặt giống như là bị lưỡi búa từ giữa đó bổ ra sáu cánh tay cũng gãy mất bốn đầu Ngược còn phá vỡ một cái động lớn thương thế của hắn nhìn so hứa ứng còn nghiêm trọng hơn ở trong mắt hứa ứng long hưng tự từng chàng luân hồi kỳ lạ mà quỷ dị chính mình có rất lớn thu hoạch nhưng ở thần ma đại đạo quân bọn người trong mắt bọn hắn căn bản không biết bọn hắn ngã vào thời không luân hồi bên trong bọn hắn chỉ biết là chính mình tiến vào long hưng tự trên thân liền không hiểu thêm ra từng đạo vết thương bên cạnh mình đồng bạn biến thành từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống mà lại Chính mình chẳng biết lúc nào liền sẽ biến thành thi thể. Thần Ma Đại Đạo Quân chính là ở vào loại này hoảng sợ bên trong, hắn trở lại hiện thế lúc, đã không nhớ rõ thời không luân hồi bên trong sự tình, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía từng bộ thi thể từ không trung rơi xuống. Mà chính mình lại bản thân bị trọng thương, hiển nhiên xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng bố sự tình. Hắn cùng những thi thể này rơi xuống đất, liền phát hiện Thái Nhất Đại Đạo Quân ngay tại cử hành một trận huyết tế, đem những thi thể này cùng nó đại đạo hóa đi, biến thành phục sinh thiên thành tử chất dinh dưỡng. Thái nhất muốn tạo phản, phát hiện này không thể coi thường, thần ma đại đạo quân e sợ cho bị bị thái nhất phát giác, một mực trốn, không dám lộ diện. Giờ phút này đợi đến thái nhất cùng thiên thành tử rời đi, hắn mới dám thỏ đầu ra. Nhìn thấy hứa ứng lạc đàn, thế là truy sát tới. Thần ma đại đạo quân thương nặng như vậy không bằng tiến hắn một đoạn. Hứa ứng nổi dũng khí lên, cố ý thả chậm tốc độ. Thần ma đại đạo quân đánh tới, xuất thủ chính là thần ma cực đạo phú, thần đạo cùng ma đạo dung hợp, Uy lực đại tăng. Hắn thi triển thần ma vạn tượng thần thông, liền gặp thần ma hai đạo uy năng bộc phát, nhưng vào lúc này, đột nhiên nói thương cũng theo đó bộc phát, thần ma vạn tượng thần thông uy lực lập tức kịch liệt suy yếu, chỉ có bề ngoài. Thần ma đại đạo quân không ngừng kêu khổ, ta bổ nhào qua mà nói, khẳng định sẽ bị tiểu tử này vạch trần, sau đó đem ta tươi sống đánh chết. Hứa ứng dụ địch xâm nhập, lúc này thôi động hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, không ngờ nguyên thần dường như muốn vỡ ra đồng dạng, hồn đạo đạo thương phát tác trong lòng cũng là máy động hồn đạo mặc dù không bằng tiên thiên cửu đạo nhưng cũng không thể coi thường lần này chỉ sợ muốn hỏng việc hai người thần thông va chạm riêng phần mình đều là khẽ giật mình nguyên lai hắn cũng là ngân cán sát đầu thương mềm hoạt hai người tinh thần đại chấn riêng phần mình mặt mày tỏa sáng hướng đối phương công tới hứa ứng cười nói đạo huynh thương thế của ngươi không nhẹ tại hạ là y đạo thánh thủ không ngại để cho ta nhìn xem nhất định thuốc đến bệnh trừ hắn diện mục đột nhiên dữ tợn đem người mạng già cùng một chỗ trừ. Thần ma đại đạo quân cười lạnh nói, hứa ứng, hôm nay liền tiến ngươi lên đường, ta còn có thể sách đầu của ngươi, đi hoa đạo chủ nơi đó lĩnh thưởng. Hai người ngoài miệng hung ác, nhưng chiêu pháp quả thực kém xa trước đây, vừa chiến vừa đi, dần dần đi vào long hưng tự bên ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên linh tinh môn ẩm vang rơi xuống, trong tinh môn huy hoàng tinh quang bắn ra, lấy tinh môn là nuốt miệng, hóa thành lợi kiếm, hướng hai người bổ tới. Thần ma đại đạo quân vừa sợ vừa giận, bất đắc dĩ, điều vận thần ma động uyên, đối kháng đạo kiếm quang này, kêu lên Quỳnh Hoa đảo đạo hiếu, đây là ý gì? Hứa ứng cũng đồng thời thôi động hỗn đạo hạnh hoàng kỳ, nghinh tiếp kiếm quang. Nhưng hai người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, một kiếm này, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Thần ma đại đạo quân liếc thấy hứa ứng tế lên hạnh hoàng kỳ, quyết định thật nhanh, tự thân pháp lực cũng tràn vào hạnh hoàng kỳ bên trong. Hai người đồng tâm hiệp lực, hạnh hoàng kỳ uy năng lập tức phóng đại, cái này hạnh hoàng kỳ có hốn đạo hai chữ, cái gọi là hốn đạo, chính là hốn nguyên đại đạo, ý là cái này hạnh hoàng kỳ có thể đem mặt khác đại đạo đạo lực thu nạp, dùng nhập trong cờ, hóa thành uy lực của mình. Bởi vậy cứ việc thần ma đại đạo quân vận dụng là thần ma đạo lực, tấm đại kỳ này cũng có thể phát huy ra tương ứng uy lực. Cờ này cũng là tiên tiên linh bảo, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng lúc này ở hứa ứng cùng thần ma đại đạo quân trong tay, lại phát huy ra càng cường đại hơn uy lực. Mặt cờ hoành không, ngăn lại một kiếm này, nhưng gặp huy hoàng kiếm quang tựa như muốn đem bỉ ngạn cắt phân, nhưng chạm đến mềm mại không gì sánh được mặt cờ, lại còn là không có thể đem mặt cờ chặt đứt, bị mặt cờ nhu lực tan mất. Tế lên linh tinh môn tự nhiên là lê tuyết, lê tuyết bọn người, bọn hắn một mực thủ ở ngoài long hưng tự, chờ đợi thời cơ. Bây giờ nhìn thấy hứa ứng cùng thần ma đại đạo quân đi ra, lúc này nắm lấy cơ hội một kiếm đánh rớt. Kiếm quang rơi, quần tinh lên, vô số ngôi sao đặt ở trên mặt cờ, để dưới cờ hai người riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn. Lê tuyết quát, các sư đệ sư muội biến chiêu. Đám người lập tức thôi động linh tinh môn, tựa như tại thao túng một thanh cử thế vô song lợi kiếm, lại lần nữa chém tới. chương 1468, hứa ứng cùng thần ma đại đạo quân tế lên đại kỳ, mặt cờ tung bay, nghênh chiến kiếm quang, lại bị kiếm quang một lần lại một lần quét chúng. Dù là hỗn đạo hạnh hoàng kỳ là tiên thiên linh bảo, dưới cờ hai người cũng là thân thể như muốn nổ tung, tràn ngập nguy hiểm. Thần ma đại đạo quân âm thầm kêu khổ, ta vốn hẳn nên cùng lê tuyết đạo quân bọn hắn đứng chung một chỗ, cộng đồng đối phó hứa ứng, làm sao lại rơi vào tình cảnh như vậy. Thiên ngoại, một cỗ xe kéo yên tĩnh im ắng lái tới, là đạo chủ ngồi trong xe, y phục choàng tại trên đùi, lẳng lặng mà ngồi tại bàn trà trước. Mập mạp thiếu niên thái sử là hắn đồng tử, đứng ở một bên, trong tay nâng một tòa bảo tháp. Là đạo chủ nói, thái sử, người đến bên cửa sổ, đem phong nhã tháp ném xuống. Thái sử xưng phải, đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, đem thiên địa phong nhã tháp nhẹ nhàng bỏ xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ là có địch nhân. Lão sư muốn đập chết tên địch nhân kia, cái kia thiên địa phong nhã tháp một bên rơi xuống, một bên xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, đợi tiếp cận mặt đất, tòa bảo tháp này đã cao tới trăm trượng, đạo uy nặng nề vô địch. Lê Tuyết, Lê Tuyết bọn người tế lên linh tinh môn, lại lên một kiếm, đem hứa ứng cùng thần ma đại đạo quân đánh cho miệng phun máu tươi. Mắt thấy, bọn hắn liền muốn đem hứa ứng cùng thần ma đại đạo quân đôi này loạn đảng cùng nhau chém giết. Đột nhiên trên bầu trời một tòa nền móng là màu vàng óng bảo tháp rơi xuống, nhấc lên hừng hực ánh lửa. Chỉ trong nháy mắt, linh tinh môn cùng hứa ứng hạnh hoàng kỳ đều bị chấn áp lại, không thể động đậy, không cách nào bộc phát uy lực. Thiên địa phong nhã tháp, lê tuyết trong lòng giật mình, không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức không người quỳ lại, cao giọng nói, quỳnh hoa đảo môn hạ đệ tử, bái kiến la đạo chủ hứa ưng ánh mắt rơi vào tòa bảo tháp này bên trên, hắn từng tại chiêu giới thấy qua phong nhã tháp, chiêu giới lúc đầu không đến mức bộc phát kết thúc, lại bị người giá hỏa. Tòa bảo tháp này, khi đó chính là dùng để kết nối lưỡng giới, gắn bó lưỡng giới thông đạo. Mà tế lên bảo tháp người này, chính là la đạo chủ. La đạo chủ đuổi tới, hứa ưng cái chán toát ra từng khỏa mồ hôi lạnh, hắn có thể hay không nhận ra ta. Trong cơ thể ta có hắn hồn đạo chiêu pháp dư lực, thương thế chưa từng khỏi hẳn. Hắn nếu là gặp ta, có thể hay không cảm thấy, ta chính là cái kia một kiếm để hắn tê liệt người kia. Hắn thoảng qua suy tư, lập tức đem nguyên thần tàng tại trong chuông lớn, nói chung ra, người trốn đến hồng nguyên bên trong đi. Chuông lớn nghe vậy lập tức mang theo nguyên thần của hắn bay vào ao sen, tiến vào hồng nguyên bên trong tránh né. Hứa ứng phi tốc nói, liên ra, bảo vệ ta. Ta nhất định phải sớm một chút luyện đi hỗn đạo đạo thương, miễn cho bị la đạo chủ ngờ vực vô căn cứ. Hỗn độn liên tựa hồ cũng biết hung hiểm, hoa sen chậm chậm mở ra, lấy tự thân lực lượng bảo vệ hồng nguyên, miễn cho bị la đạo chủ nhìn ra mánh khóe. Hứa ứng nguyên thần tại chuông lớn bên trong ngồi xếp bằng mà ngồi, nếm thử phá giải trong đạo thương hồn đạo. Lúc này, một chiếc xe kéo chậm rãi lái tới mặc dù nhìn tốc độ không nhanh, nhưng kỳ thực tốc độ cũng rất kinh người, phảng phất là tại thời không phía trên hành tàu. Xe kéo dừng lại, la đạo chủ ngồi tại trong xe kéo, hướng linh tinh môn cái khác lê tuyết bọn người nói, Hoa đạo huynh còn trông cậy vào hắn nhiều phóng xuất ra một chút lão bằng hữu, người nếu là ở nơi này liền đem hắn giết, chỉ sợ Hoa đạo huynh chẳng những không có ân thưởng, ngược lại muốn lấy tính mạng các ngươi. Lê Tuyết bọn người không dám phản bác, không người xưng phải, nhưng trong lòng xem thường, đại lão ra để cho chúng ta ban xuống đạo chủ lệnh truy sát, lan truyền thiên hạ, sao lại dung túng hứa ứng gây sóng gió. Là đạo chủ ánh mắt rơi vào thần ma đại đạo quân trên thân, dò xét một phen, động dung nói, đại đạo quân, người đạo hạnh tinh tiến, xem ra không được bao lâu, liền có thể chứng được đại đạo chi chủ. Thần ma đại đạo quân trong lòng giật mình, hắn cách đạo chủ chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng lại như là lạch trời, từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua cái này nửa bước. Mà lại, hắn cũng không dám vượt qua cái này nửa bước. Bởi vì sử thượng phàm là chứng đạo đạo chủ người, đều không ngoại lệ, đều nhận hoa đạo chủ lưỡi búa. Hắn tự nghĩ ẩn tàng đến cực sâu, lại không nghĩ rằng vẫn là bị la đạo chủ một chút khám phá thần ma đại đạo quân kho người nói, đạo huynh là như thế nào nhìn ra được. Là đạo chủ cười nói, người đã ngộ ra bỉ ngạn dưới chướng tất cả vũ trụ thần ma hai đạo, đem hai đạo hợp lưu, đồng thời thu nạp đại thiên vũ trụ bên trong tất cả động nguyên, đơn giản là vì tích xúc đầy đủ đạo lực, trợ chính mình đột phá, trở thành đạo chủ. Rõ ràng như vậy sự tình, xem xét liền biết, thần ma đại đạo quân nghiêm nghị, là đạo chủ có thể nhìn ra được, như vậy hoa đạo chủ nhất định cũng có thể nhìn ra được. Ta chứng đạo đạo chủ lúc, chỉ sợ tránh không được hắn một búa này. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, là đạo chủ nói, người có thể tại gần nhất tu vi tu luyện tới một bước này, dựa vào lạc huyền hoàng đạo giới kinh A. À, môn công pháp này, giúp người luyện thành thần ma đạo giới, nhất thống thần ma hai đạo. Huyền hoàng đạo giới kinh, hay là hứa ứng lan rộng ra ngoài. Người đuổi giết hắn, không phải truy sát chính mình ân công. Thần ma đại đạo quân lường hứa ứng một chút, nói, hắn giết ta tất cả đệ tử, chỉ để lại một người. Là đạo chủ cười nói, hắn có giúp người đắc đạo chi công, giết người đệ tử, liền coi như là công tội triệt tiêu. Các ngươi không oán không cừu, làm gì sinh thêm sự cố. Thần ma đại đạo quân trần chờ một chút, nói có thể hay không xin mời đạo huynh chỉ điểm sai lầm. Là đạo chủ ý vị thâm trường nói, hoa đạo hữu không có ngăn cản hứa ứng phục sinh huyền hồng, ta cũng không có ngăn cản hứa ứng phục sinh thiên thành tử. Ngươi cảm thấy ngươi ở trong kiếp vận đột phá, tu thành đạo chủ, hoa đạo huynh sẽ còn lại chém ngươi một búa a. À. Thần ma đại đạo quân hiểu được, không người bái tạ, quay người rời đi. Là đạo chủ ánh mắt rơi trên người hứa ứng, sau một lúc lâu, nhoẻn miệng cười, nói, hứa tiểu hữu có thể hay không cùng xe mà đi. Hứa ứng nguyên bản vô cùng khẩn trương tâm cảnh lập tức bình tĩnh trở lại, không người nói cảm ơn, đạo chủ mời, không dám không nghe theo. Hắn thu hồi hạnh hoàng kỳ, leo lên xe kéo, đợi tiến vào trong xe kéo, hứa ứng trong lòng máy động, trong chiếc xe này bố trí cùng 120 triệu năm trước giống nhau như đúc trong xe có cái bàn trước cửa có lưu hương, bố trí rất là đơn giản. La đạo chủ ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người hứa ứng, hứa ứng thần thái như thường, cười nói, la đạo chủ nói cho thần ma đại đạo quân những này, tất nhiên giáp tâm hại người. Thái sử sắc mặt đột biến, vội vàng hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn không nên nói bậy. La đạo chủ á một tiếng, nói, dùng cái gì nói chi. Hứa ứng một lòng muốn dẫn dắt rời đi la đạo chủ lực chú ý, kiên trì, tiếp tục nói, đạo chủ đại khái là cảm thấy, chàng kiếp vận này chỉ cần chết rất nhiều người mới có thể ngăn cản kiếp vận bộc phát. Phục sinh đạo chủ là một loại đạo chủ nơi phát ra, để tứ đại đạo quân trở thành đạo chủ thì là một loại khác đạo chủ nơi phát ra. Là đạo chủ dần dần lộ ra dáng tươi cười, thái nhất đệ tử, sao mà đa tài. Làm cho người hâm mộ, đột nhiên, hắn sắc mặt trầm xuống, lời nói xoay chuyển, lòng hưng tự bên trong, đến cùng là ai hiến tế nhiều người như vậy, phục sinh thiên thành tử. Hứa ứng không cần nghĩ ngợi, thống thống khoai khoái nói, nhà ta lão sư, thái nhất đại đạo quân. chương 1469, vô cực chân truyền. Là đạo chủ tựa hồ cũng không có ngờ tới, hứa ứng bán thái nhất bán đến như vậy lưu loát, không khỏi nao nao. Xe kéo chạy, tiến vào long hưng tự. Sau một lúc lâu, chiếc bảo liễn này chạy đến thái nhất tế tự chi địa, thái nhất đại đạo quân chính là ở chỗ này, huyết tế cái kia ngàn vạn bộ thi thể, đem thiên thành tử phục sinh. Là đạo chủ quan sát thật lâu, vừa rồi từ từ nói người không có nói láo đích thật là thái nhất phục sinh thiên thành tử thái nhất a à, thái nhất ta lúc trước nói người đại gian như chung, xem ra một câu thành sấm người quả nhiên vẫn là phản hứa ứng quả quyết nói ta thái nhất đạo môn thể cùng thái nhất lão tặc không đội trời chung Là đạo chủ liếc nhìn hắn một cái khẽ nhíu mày theo lý mà nói thái nhất đạo môn là thái nhất khai sáng đạo môn thái nhất làm phản tặc thái nhất đạo môn tự nhiên nên chém đầu cả nhà một tên cũng không để lại bất quá hứa ứng lại hết lần này tới lần khác chỗ hữu dụng hứa ứng nhìn mặt mà nói chuyện nói đệ tử bôn tẩu khắp nơi phục sinh đạo chủ cũng coi là vì cửu khâu sơn từng lập công nếu như đệ tử trở thành thái nhất đạo môn trưởng giáo tôn thái nhất đạo môn chính là cửu khâu sơn đầy tớ là đạo chủ giống như cười mà không phải cười châm chọc nói thái nhất là phản tặc chẳng lẽ người hứa ứng liền không phải phản tặc người thái nhất đạo môn bên trong ai là trung can nghĩa đảm là người hứa ứng hay là Trung Vũ Lưu, hoặc là Hạo Dập Đại Đạo Quân, lại hoặc là Trác Đạo Thuần, trưởng tôn Thánh Hải. Hứa ứng cúi đầu cười nói, Thái Nhất đã đi tới đạo chủ biên giới, đệ tử khoảng cách đạo chủ cảnh giới còn xa. Thái Sử nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, đây là nói cho Đại Lão ra, tương lai của ta muốn chứng đạo đạo chủ lúc, khẳng định sẽ phản, nhưng là ta bây giờ cách đạo chủ cảnh rất xa, nhất định sẽ không phản. Là đạo chủ nguyên bản liền muốn dùng hắn, nghe vậy nói, Thái Nhất tạo phản, liền không liên lụy Thái Nhất đạo môn, Hứa môn chủ, ta hỏi ngươi, tương lai ngươi nhìn thấy thái nhất, sẽ hay không đại nghĩa diệt thân? Chắc chắn đại nghĩa diệt thân, hứa ứng hiên ngang lẫm liệt, là đạo chủ nói, nói miệng không bằng chứng, lập thệ làm chứng. Hứa ứng, ta muốn ngươi hướng ta lập thệ, thái sử nghe vậy, trong lòng căng thẳng, hướng đạo chủ lập thệ, tại bỉ ngạn bên trong là chuyện thường xảy ra. Song phương nếu là cũng tin không nổi đối phương, ổn thỏa nhất biện pháp chính là đạo chủ thệ ước, hướng đạo chủ phát hạ thệ ước nếu là trái với lời thề, liền sẽ tạo thành đạo chủ đại đạo ba động, người vi phạm lời thề, liền sẽ trực tiếp chết tại đạo chủ đại đạo ba động bên trong. Loại này ước thúc lời thề, muốn vi phạm chỉ có một cái điều kiện, chính là có thể chịu đựng nổi đạo chủ đại đạo ba động. Hứa ứng lúc này hướng là đạo chủ lập thể nói, đệ tử đối mặt thái nhất đại đạo quân lúc, chắc chắn hướng hắn xuất thủ, đại nghĩa diệt thân. Là đạo chủ hồn đạo rất nhỏ ba động một chút, khôi phục lại bình tĩnh, thể ước có hiệu lực. Là đạo chủ thở dài, buồn bã nói thái nhất ha thái nhất ta suy đoán rất nhiều người nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới người kia lại sẽ là ngươi hai tay của hắn nắm chặt y phục đang đắp hai chân gắt gao siết chặt không cảm giác được hai chân của mình đau đớn qua thật lâu hai tay của hắn chậm rãi buông ra năm đó hắn tham gia quỳnh hoa đảo thịnh hội tại sắp đi vào quỳnh hoa đảo lúc chợt bị tấn công kích bị một đạo kiếm quang đâm vào eo suýt nữa chết mất may mà hắn hay là sống tiếp được nhưng từ đó về sau hắn liền cũng không còn cách nào đứng lên. Thẳng đến trước đây không lâu, eo thân của ta lại truyền tới nhói nhói cảm giác, phảng phất có người tại hơn 100 triệu năm trước đâm ta một kiếm. Ta phát giác được đại đạo ba động, muốn quay lại thời gian đi xem lúc, người kia đã vô tung vô ảnh. Trong lòng của hắn có cái thanh âm đang yên lặng nói, ta thề, nhất định phải tìm ra hung phạm. Năm đó ta tại phụ cận kia, chỉ tìm được thiên thành tử thời không mảnh vỡ thần thông. Mà trước đó không lâu ta cũng cảm ứng được thời Không Đại Đạo đang ngăn trở ta hồn đạo phản kích. Một cái khác ngăn cản ta đại đạo, chính là Thái Nhất Đại Đạo. Hắn nhìn qua trước mắt Long Hưng tử tế tự vết tích, hết thảy đều đã sáng tỏ, chính là Thái Nhất Đại Đạo quân cùng Thiên Thành tử liên thủ, trở lại quá khứ, đâm chính mình một kiếm, để hắn biến thành trong miệng người khác la bại liệt. Hơn 100 triệu năm khuất nhục, hơn 100 triệu năm cừu hận, há có thể không báo. Chỉ là, nơi này còn có điểm đáng ngờ thái nhất là như thế nào đâm bị thương chính mình. Là đạo chủ lúc trước không cách nào nhận ra mình trong đạo thương tích chứa đạo pháp, về sau tầm mắt kiến thức tăng lên, mới dần dần hiểu rõ, trong một kiếm kia tích chứa sát phạt đại đạo. Lại đến về sau, hắn chứng đạo đạo chủ đằng sau, mới phát giác được trong đó còn có kiếp vận cùng tịch diệt đại đạo. Sát phạt tịch diệt cùng kiếp vận, cái này ba loại đại đạo là tiên thiên cửu đạo bên trong khó dây dưa nhất đại đạo, nếu như là đơn nhất một loại đại đạo, lấy hắn đạo chủ tu vi kiến giải, tự nhiên có thể nhẹ nhõm xóa đi, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này ba loại đại đạo đạt tới hỗn nguyên kết cấu. Mà đại đạo hỗn nguyên là thái nhất đạo môn thiết yếu phương pháp tu hành. Hạo dập tu hành hai ba trăm loại thiên địa đại đạo, đem những đại đạo này nhất thống ở trong thái nhất đại đạo, làm đến chúng đạo hỗn nguyên, văn danh thiên hạ. Nhưng mà hạo dập cũng là từ thái nhất nơi này học. Chỉ là, thái nhất đại đạo là tiên thiên cửu đạo một trong, chẳng lẽ thái nhất thật lợi hại như vậy, còn tu luyện ba loại khác đại đạo, đồng thời đem cái này ba loại đại đạo nhất thống ta chưa bao giờ từ thái nhất trên thân cảm nhận được qua hắn có được đại đạo khác. Là đạo chủ thầm nghĩ, ánh mắt của hắn lại rơi trên người hứa ứng, lập tức rời đi ánh mắt. Vừa rồi như vậy một cái chớp mắt hắn có chút hoài nghi hứa ứng, dù sao hứa ứng cũng là từ Long Hưng tự đi ra, lại là thái nhất đạo môn đệ tử. Nhưng lập tức hắn liền phủ nhận ý nghĩ này, hứa ứng thể nội hoàn toàn chính xác có kiếp vận sát phạt khí thức, nhưng là nội tình không đủ, không có khả năng làm bị thương khi đó hắn. Người biết được kiếp vận, biết được sát phạt, biết được tịch diệt. La đạo chủ dò hỏi, hứa ứng biết ban đầu ở chiêu giới phong nhã tháp trước, chính mình đã từng động tới nhân quả, sát phạt các loại đại đạo, đã từng ngay trước phong nhã tháp, lĩnh hội kiếp vận đại đạo. Đây hết thảy, hẳn là đều không thể giấu giếm được la đạo chủ con mắt. Học qua, hứa ứng nói rõ sự thật, nói, đệ tử nguyên lai không biết có tiên thiên cửu đạo, bái nhập thái nhất đạo môn về sau, đại sư huynh trưởng Tôn Thánh Hải nói cho ta biết, kỳ thật có tiên thiên cửu đạo, là chín loại cường đại nhất thiên thiên đại đạo. Ta được đến hắn rất nhiều chỉ điểm, mới có thành tựu ngày hôm nay. Là đạo chủ không có phát giác được hắn có bất kỳ nói láo dấu hiệu. Trường tôn thánh hải tu luyện tiên thiên cửu đạo, thái nhất làm lão sư của hắn, trường tôn thánh hải tiên thiên cửu đạo, tự nhiên là thái nhất dạy. Là đạo chủ khẽ nhíu mày, hắn trong lúc bất chợt cảm thấy, năm đó cái kia chắc nịch lão thành thái nhất đúng là xa lạ như thế. Không chỉ có như vậy, trường tôn thánh hải hay là thông thiên đạo nhân đệ tử, thông thiên đạo nhân năm đó cùng thái nhất còn có rất mật thiết gặp nhau hắn càng nghĩ càng là cảm thấy thái nhất đáng sợ thầm nghĩ hắn còn thu người thiên cảnh trác đạo thuần làm đệ tử trác đạo thuần trở về thiên cảnh về sau lấy trác đạo thuần là tuyến liền có thể cùng thiên cảnh đạo tôn dựng vào thái nhất ga à, thái nhất người tâm cơ quá sâu la đạo chủ nghĩ tới đây ánh mắt lại rơi trên người hứa ứng nói nguyên thần của ngươi ở đâu hứa ứng không dám thất lễ vội vàng từ trong hồng nguyên gọi đến nguyên thần của mình là đạo chủ kinh ngạc nói, người thế mà còn có một tòa hồng nguyên. Thật sự là khó được, hứa ứng vội vàng nói, ứng nguyện đem bảo vật này dâng cho nghĩa phụ. Là đạo chủ cười nói, hồng nguyên tuy tốt, nhưng chưa hẳn có thể vào được pháp nhãn của ta. Người hồng nguyên chỉ là một cái vừa mới đản sinh đồ chơi nhỏ, hỗn độn linh căn cũng chưa từng thành thục, muốn đem nuôi lớn, không biết muốn qua một số năm. Được không bù mất, còn có, đừng gọi ta nghĩa phụ, người nhất định tạo phản, không cần cùng ta dính líu quan hệ, vâng hứa ứng rất là thuận theo la đạo chủ dò xét nguyên thần của hắn hồng nguyên bên trong chuông lớn khẩn trương đến suýt nữa kêu thành tiếng lúc trước hứa ứng nguyên thần trốn hồng nguyên bên trong chính là đang liều mạng luyện hóa trong nguyên thần hồn đạo đạo thương từ la đạo chủ tìm tới đến la đạo chủ muốn nhìn hứa ứng nguyên thần kỳ thật thời gian cũng không dài không đủ một canh giờ ngay tại trong thời gian ngắn như vậy muốn đem hồn đạo đạo thương phá giải luyện hóa tuyệt không phải ý thức hứa ứng chính là dùng thời gian ngắn như vậy nhất cử đem tất cả hồn đạo đạo thương xóa đi. Nếu như là đạo chủ sớm như vậy một cái chớp mắt, đều có thể nhìn ra hứa ứng nguyên thần bên trên, có chính mình thần thông đạo ấn. chương 1470, đáng tiếc, không có nếu như, là đạo chủ do dự một chút, chậm rãi kéo ra che khuất hai chân y phục, nói, đã ngươi cũng học được tịch diệt sát phạt cùng kiếp vận, như vậy ngươi nhìn ta hai chân, có hay không còn có thể chữa trị. Hứa ứng nhìn lại, chỉ gặp la đạo chủ hai chân gầy yếu đến chỉ còn lại có da bọc xương, tìm không thấy một chút thịt, dưới làn da chính là thô to màu xanh mạch máu. Hứa ứng lưu lại trên thân kiếm không tại trên đùi, mà tại hắn sau lưng, đâm vào cột sống của hắn bên trong. Ta một kiếm này, đầu tiên là khóa chặt thời không luân hồi nhân quả kiếp vận, làm đến những đại đạo này nhất thống, lách qua thời không luân hồi, lại là lấy kiếp vận sát phạt cùng tịch diệt, hình thành một kiếm này, chém nhân quả, chu cường địch, hoàn mỹ như vậy. Hứa ứng dò xét kiếm thương của hắn, trầm ngâm thật lâu, lắc đầu, thầm nghĩ, ta phá giải không được ta chiêu pháp. La đạo chủ đem hắn thần thái thu vào đáy mắt, trong lòng thầm than, nói thái nhất đạo hạnh quá cao, người phá giải không được cũng là chuyện đương nhiên. Hứa ứng, người có thể rời đi. Hứa ứng nói, đạo chủ, đệ tử còn có mấy cái vấn đề về mặt tu hành, muốn thỉnh giáo. La đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, nói, nói đi. Hứa ứng nói, vô cực diễn thái dịch, thái dịch diễn thái sơ, thái sơ diễn thái thủy, thái thủy diễn thái tố, thái tố diễn thái cực, như vậy vô cực dùng cái gì bao quát ngũ thái là đạo chủ thoảng qua trầm ngâm nói vô cực giả đại đạo vô biên vô hạn vậy này vô cực là hồng nguyên do hỗn độn mà sinh do hồng mông mà thành cũng không phải là vô cực diễn thái dịch mà là tiên thiên ngũ thái đều là ở trong hồng nguyên không cần diễn hóa hứa ứng vừa mừng vừa sợ không người bái tạ là đạo chủ câu này chỉ điểm trực tiếp điểm phá quấy nhiễu hắn lớn nhất nan đề vấn đề khó khăn này dẫn đến hắn vô cực đại đạo chậm chạp không cách nào đột phá đến bất hủ cảnh. Là đạo chủ nói, không cần cảm ơn ta, năm đó thiên cảnh đạo tôn khai đàn giảng Pháp, nói qua vô cực chi biến. Năm đó ta nghe giảng, nghe qua câu nói này, bây giờ chỉ là thuật lại cho ngươi mà thôi. Hứa ứng ngơ ngẩn, lần trước hắn đi thiên cảnh, ở trong hư không gặp được thiên cảnh đạo tôn, một cái thiếu niên áo vàng. Hắn cùng đạo tôn tên là luận đạo, nhưng kỳ thực là đạo tôn chỉ điểm hắn tu hành, để hắn thu hoạch không ít nhưng là một lần kia đạo tôn cũng biết vô cực đại đạo khốn nhiễu hắn nhưng không có nói qua câu này chân truyền tuy nói đạo tôn cũng không có nghĩa vụ nói cho hắn biết câu này chân truyền nhưng là hứa ứng kết hợp thiên thành tử suy đoán hoài nghi trong lòng liền càng thắng rồi hơn hứa ứng không có bỏ qua cơ hội này đem chính mình trên tu hành các loại nan để bày ra đến hướng la đạo chủ đặt câu hỏi la đạo chủ hữu tâm để hắn giúp mình trị liệu đạo thương tự nhiên hỏi gì đáp nấy bất quá hứa ứng vấn đề thực sự xảo trá khác biệt vấn đề liên lụy đạo pháp thường thường không liên quan nhau. Cho dù là La đạo chủ, trả lời những vấn đề này cũng cực kỳ cố hết sức, có đôi khi cần muốn thật lâu mới có thể trả lời. Mà lại cho dù hắn trả lời, đáp án cũng không thể để chính mình cùng hứa ứng hài lòng. Kẻ này tại trên đạo pháp tạo nghệ, càng tinh thâm tinh vi, khiến cho người đáng sợ. Không có khả năng lại chỉ điểm hắn, lại chỉ điểm hắn, liền có khả năng tạo nên một cái bỉ ngạn đại địch. Mà lại, ta nếu là trả lời không ra chỉ sợ sẽ rơi xuống mặt mũi. La đạo chủ nghĩ tới đây, liền đem hứa ứng trục xuất xe kéo, nói, hứa đạo hiếu, nhất định phải nhớ kỹ ta hôm nay chỉ điểm tri ân, sớm ngày giúp ta phá giải đạo thương. Hứa ứng xưng là đưa mắt nhìn xe kéo lái ra long hưng tự. Là đạo chủ xe kéo nhưng không có về đạo kỳ thiên, mà là đi truy tung thái nhất đại đạo quân cùng thiên thành tử. Hắn nhận định thái nhất cùng thiên thành tử là cứu nhân của hắn, lần này tức giận, quả quyết sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hứa ứng thương thế khỏi hẳn, trở về chỗ Vô Cực Đại Đạo Câu kia chân truyền, thầm nghĩ, Vô cực giả, vô biên vô hạn, không có trên dưới, không quá khứ. Nó là Hồng Nguyên, điểm này, liền vạch ra vô cực hạch tâm. Nếu là muốn vô cực chứng đạo, chỉ cần bằng vào ta tự thân Hồng Nguyên nghịch chứng làm căn cơ. Hắn nghĩ tới nơi này, điều vận Hồng Nguyên nghịch chứng, trong nhục thân võ đạo động nguyên tựa như cùng một cái to lớn Hồng Nguyên, Hồng Nguyên bên trong nhân sâm quả thụ đứng sừng sững. Trong lúc bất chợt trong cơ thể hắn vạn đạo không còn, hóa thành một đoàn hỗn độn trạng thái, võ đạo động nguyên tựa như cùng một đoàn hỗn độn khí. Tiếp theo, hồng mông mở, hồng nguyên từ trong hồng mông sinh ra, đây là vô cực. Hứa Ưng bắt lấy một cái trước mắt này, cảm mộ vô cực bên trong ngũ thái diễn biến, lúc trước các loại nghi nan hoang mang, giờ phút này dần dần giải quyết dễ dàng. Hắn một lần lại một lần từ hỗn độn diễn hóa hồng mông, từ hồng mông diễn hóa vô cực, lĩnh ngộ vô cực ảo diệu, trong bất tri bất giác đã đi ra long hưng tự. Long Hưng từ bên ngoài, chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang, lê tuyết đám nữ tử thôi động linh tinh môn từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt hứa ứng. Hứa ứng không phát giác gì, vẫn như cũng đi thẳng về phía trước. Hứa ứng, là đạo chủ cũng bảo hộ không được ngươi. Lê tuyết quát, hôm nay liền cầm xuống đi, trở về hướng đại lão ra gia giao nộp. Hứa ứng phảng phất không có nghe thấy, mộc mộc ngơ ngác đi đến linh tinh môn dưới, thế mà cứ như vậy ngồi xuống, hai tay chống cầm, phảng phất hồn du thiên ngoại, Đám người hai mặt nhìn nhau, các nàng coi là lần này nhất định có một trận ác chiến, nói không chừng sẽ còn bị hứa ứng đào thoát, không nghĩ tới hắn thế mà đưa tới cửa. Hẳn là có bẫy, Lê Tiêu không đành lòng hứa ứng đình trệ, nháy mắt mấy cái nói. Lê Tuyết hừ một tiếng, trầm giọng nói, mà kể có hay không lừa dối, lần này nhiệm vụ của chúng ta đều coi xong xong rồi. Chư vị, chúng ta bên này áp lấy hắn trở về Quỳnh Hoa Đảo, để sư tôn xử lý. Sư tôn chỉ sợ đợi rất lâu, Nàng nghe được la đạo chủ lời nói kia, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, cảm thấy biện pháp tốt nhất không phải giết chết hứa ứng, mà là đem hứa ứng bắt giữ đưa đến Quỳnh Hoa Đảo. Nếu như hoa đạo chủ quả có lợi dụng hứa ứng chi tâm, cũng không trở thành bởi vậy hoạch tội. Đám người đem linh tinh môn tế lên, riêng phần mình đứng ở trên cửa, thủ hộ hứa ứng tả hiếu, linh tinh môn nghiêng nghiêng bay lên, hướng đạo kỳ thiên phương hướng tiến đến. Nơi đây khoảng cách đạo kỳ thiên có chút xa xôi, linh tinh môn lại là một kiện tiên thiên linh bảo, đối pháp lực hao tổn cực lớn, đám người vừa đi vừa nghỉ, dùng hơn 10 ngày mới nhìn đến đạo kỳ thiên. Mà trên người hứa ứng, ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Đám người nghỉ xong, dự định tiến vào đạo kỳ thiên, đột nhiên hứa ứng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hồng nguyên bồng bềnh ở trong linh tinh môn. Giả thân giả quỷ, Lê Tuyết hừ một tiếng, đúng lúc này, Lê Thiên Trân Vương đột nhiên không rên một tiếng, thẳng tắp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Lê Tuyết đạo quân bọn người trong lòng giật mình, vội vàng dò xét bốn phía nhưng không có nhìn thấy bất cứ địch nhân nào bọn hắn kiểm tra lê thiên thi thể nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào lúc này lại có một vị bất hủ vô thanh vô tức ngã xuống trong lúc bất chợt khí tuyệt chết tại chỗ một thân sau đầu động nguyên thậm chí còn tại vận chuyển chưa kịp thu hoạch đại thiên vũ trụ cứ như vậy vô thanh vô tức chết mất vị bằng hữu nào cùng ta quỳnh hoa đảo mở trò đùa này lê tùng đạo quân cất cao giọng nói trong lúc bất chợt Ba vị đạo quân dưới trướng từng cái bất hủ cùng chân vương nhau nhau miệng phun đạo hôi, ho khan liên tục. Lê Tiêu thấy thế không ổn, lập tức xông vào linh tinh môn bên trong, tiện tay giữ chặt Hồng Nguyên kia, đem Hồng Nguyên cũng kéo vào linh tinh môn. Chương 1471, sinh tử đại đạo. Xuất thủ người này, thần thông thực sự quá kinh khủng, bất động thanh sắc, liền giết chết nhiều như vậy sư huynh sư tỷ. Lê Tiêu ngăn chặn hứa ứng biến thành Hồng Nguyên, xâm nhập linh tinh môn bên trong tinh hải, thấp giọng nói: người có bực này bản lãnh, nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ai bảo ngươi đã từng tốt với ta. Nàng vốn là ác nhân, vì độc chiếm kiếp vận chi đạo ảo diệu, đối với đồng môn sư huynh đệ thống hạ sát thủ. Mà ở chiêu giới lúc, lại gặp phải lục dị nhân, trưởng tôn thánh hải bọn người, không thể trên kiếp vận chi đạo lớn bao nhiêu thành tựu. May mắn hứa ứng mời nàng cùng thuyền vượt biển, dọc đường, hứa ứng bọn người thoải mái tâm tình, giao lưu kiếp vận chi đạo, lê tiêu cũng bởi vậy thu hoạch không ít nàng trở lại quỳnh hoa đảo chẳng những không có bị hoa đạo chủ trách phạt ngược lại bởi vậy đạt được ngợi khen cho nên đối với hứa ứng rất là cảm kích hứa ứng biến thành hồng nguyên cực kỳ nặng nề mà tinh môn bên trong tinh hải hết lần này tới lần khác gió to sóng lớn mỗi một đạo bọt nước phủ xuống đều có thể đưa nàng đánh thành trọng thương lê tiêu đang lo lắng nên như thế nào vượt biển đột nhiên từ trong hồng nguyên kia bay ra một ngụm chuông lớn phát ra nhân ngôn nói cô nương ta đến giúp ngươi vượt biển lê tiêu vừa mừng vừa sợ ánh mắt rơi vào trên chuông lớn đang muốn nói chuyện chỉ nghe chuông lớn kia nói cô nương không nên nhìn ta sẽ mù nó vừa mới nói xong lê tiêu hai mắt liền có hỗn độn chi khí cuồn cuộn tuôn ra lê tiêu ngẩn ngơ đờ đẫn nói ta mù chuông lớn bất đắc dĩ chỉ đành phải nói ngươi dùng pháp lực đem ta thôi động ta vì ngươi dẫn đường một nữ một chuông lúc này hợp tác kéo lấy hứa ứng biến thành hồng nguyên hướng về tinh hải trung tâm hòn đảo mà đi chuông lớn thanh âm xa dần nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mù mất. Ta tinh thông thái nhất đại đạo, đảm bảo để cho ngươi mọc ra con mắt, muốn mọc ra mấy cái liền mọc ra mấy cái. Chuông lớn bốn phía, từng cái con mắt từ trên vách chuông mọc ra, mạn thiên phi vũ. Ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi, là, ngươi nhìn không thấy, mà ở ngoài linh tinh môn, ngắn ngủi một lát, quỳnh hoa đảo cao thủ liền chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có lê tuyết, lê tuyết cùng lê tùng các loại giải rác mấy người. Lê tuyết, Lê Tuyết cùng Lê Tùng ba người là đạo quân, tu vi cường hoành, quỳnh hoa đảo những người khác lại là bất hủ, chân vương, không hiểu thấu liền chết oan chết uổng. Những người này thường thường là trong lúc bất chợt chết bất đắc kỳ tử, nhìn không ra có bất kỳ thần thông tổn thương vết tích, tu vi cao thâm một chút, thường thường là đại đạo đột nhiên sụp đổ, hóa thành đạo hôi, vì vậy mà chết. Ám sát bọn hắn người kia, thực lực thực sự cao thâm mà chắc. Lê Tuyết thôi động linh tinh môn, tiên thiên linh bảo uy lực tăng vọt, cho dù là đại đạo quân cũng không dám cùng bảo vật này tranh phong nhưng mà nàng tìm không được bất kỳ đối thủ nào chỉ có tiên thiên linh bảo lại không chỗ thi triển uy lực đột nhiên một vị quỳnh hoa đảo chân vương quát to một tiếng bay lên không bay đi hốt hoảng thoát đi nơi đây hắn bị loại này không hiểu sợ hãi tử vong sợ vỡ mật đạo tâm sụp đổ chỉ muốn đảo mệnh nhưng mà hắn vừa mới bay lên trong lúc bất chợt đại đạo sụp đổ nguyên thần tại trong khoảnh khắc hóa thành đạo hôi từ trong tai mắt mũi miệng cuồn cuộn tuôn ra Phù phù, thi thể của hắn ngã xuống, nện ở cách đó không xa, không có động tính. Đối mặt loại thần thông này, dù là lê tuyết bọn người gặp nhiều sự kiện lớn, cũng không khỏi tê cả ra đầu, sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Nếu như có thể nhìn ra thần thông của đối phương, nhìn thấy đối phương tướng mạo, ở nơi nào xuất thủ, coi như tu vi thực lực của đối phương vượt qua bọn hắn rất nhiều, bọn hắn cũng không trở thành sợ hãi như vậy. Nhưng mà đối phương đến cùng là ai, thi triển chính là thần thông gì, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không biết hung thủ là ai, lại đang nơi nào. Đại sư tỷ trốn linh tinh môn bên trong, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lê Tuyết hàm răng trên dưới đánh nhau, run giọng nói. Lê Tuyết không đáp, trốn linh tinh môn, liền đem tòa này tiên thiên linh bảo giao cho người khác. Món bảo vật này là hoa đạo chủ giao cho bọn hắn tiên thiên linh bảo, nếu là bị người khác đoạt đi, hoa đạo chủ cũng muốn trị nàng tội chết. Đốt hương, bẩm báo đại lão ra, Lê Tuyết cắn răng nói ba vị đạo quân lập tức lấy ra hương hỏa, đốt lên, đã thấy hương hỏa chi khí cũng đột nhiên hóa thành cho tàn, không có nửa điểm hương hỏa đạo lực. Lê Tuyết sắc mặt đột biến, sau một khắc, nàng cũng đột nhiên cảm thấy được nhục thân trở nên có chút vụng về, thân thể có chút sơ cứng, đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện mục nát dấu hiệu. Tiến vào trong môn, Lê Tuyết thanh âm khàn khàn nói, ba vị đạo quân lúc này hướng lui về phía sau nhập linh tinh môn bên trong, ngay tại một lát ngắn ngủi này, ba vị nữ đạo quân tóc đã trở nên hoa dâm, da thịt không bằng lúc trước non đạn, trở nên lỏng xuống. Ba người các nàng giống như là ba cái lão ẩu đi đường thời điểm ngay cả khục ngang thở, không ngừng có đại đạo cho tàn bị các nàng ho ra. Các nàng tiến vào tinh hải, nếu là lúc trước, coi bọn nàng thực lực vượt qua tinh hải không tính đặc biệt khó khăn, nhưng là hiện tại mỗi đi một bước đều giống như lọt vào lớn lao áp bách, nhục thân nguyên thần không chịu nổi. Ba người liên thủ, cố gắng hướng trong tinh hải tiên đảo tiến đến, tiên đảo là linh tinh môn trung tâm, chiếm cứ nơi đó, có thể điều khiển linh tinh môn nội bộ linh quang, cùng người xâm nhập quyết đấu. Người thần bí kia coi như đạo pháp lại thế nào khủng bố, không tiến vào linh tinh môn, không đi tới tiên đảo, cũng vô pháp cướp đi tòa này tiên thiên linh bảo. Người này sở dĩ muốn động thủ giết người, mục tiêu chính là linh tinh môn, hắn không muốn để cho người biết tòa này tiên thiên linh bảo là rơi vào trong tay của hắn. Lê Tuyết cắn răng nói hắn nhất định sẽ tiến vào trong môn, chỉ cần đi vào trong môn hắn sẽ bị bại lộ thân Phật, không còn thần bí khi đó chúng ta liền có thể thừa cơ điều vận linh tinh môn lực lượng đem hắn chu sát vì sư đệ sư muội báo thù lê tiết cùng lê tùng nghe vậy trong lòng dấy lên một tia hy vọng đúng lúc này thân thể của các nàng cùng nguyên thần lão hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc tự thân đại đạo cũng tại gia tốc tan giã ba vị đạo quân trong lòng giật mình người kia đã tiến vào linh tinh môn các nàng bốn phía trong tinh hải từng khỏa tinh thần đột nhiên ảm đạm xuống tinh thần phảng phất thiêu đốt hầu như không còn cũng bắt đầu tử vong liên miên liên miên hắc ám không ngừng hướng bốn phía kéo dài hắc ám phảng phất tại ô nhiễm mặt biển rất nhanh các nàng phía trước tinh hải cũng lâm vào hắc ám lê tuyết trong lòng tuyệt vọng quay đầu nhìn lại chỉ gặp linh tinh môn dưới một cái đầu mang cao quan cao lớn bóng người khô gầy hướng bên này đi tới người kia phía sau một tòa to lớn động uyên xanh đen chi khí lẫn nhau quay quanh xoay tròn giống như dị chủng thái cực đồ sinh tử đại đạo quân lê tuyết nguyên thần bắt đầu tan rã trong lòng tuyệt vọng đạo hạnh của hắn làm sao tăng lên tới trình độ này. Sinh tử đại đạo cùng tạo hóa, âm dương, thần ma các loại đại đạo nổi danh, tương đối cao các loại, nhưng là môn đại đạo này một mực thanh danh không hiện. Tứ đại đạo quân, sinh tử đại đạo quân cũng đánh không lại thái nhất, bị nhiều lần đánh bại. Lê tuyết các loại quỳnh hoa đạo bất hủ, thì là hoa đạo chủ tự mình dạy bảo cao đồ, bọn hắn tự cho mình khá cao, coi là xuất thân danh môn, mặc dù không có đạt được đại đạo quân phong hào, nhưng lường trước cùng tứ đại đạo quân so sánh cũng không chút thua kém. song lần này sinh tử đại đạo quân chưa từng lộ diện, quỳnh hoa đảo nhất mạch liền suýt nữa chết hết. này mới khiến lê tuyết biết bọn hắn cùng tứ đại đạo quân tranh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. bang bang lê tuyết cùng lê tùng hai người nguyên thần dẫn đầu không chịu nổi, lần lượt tại thể nội nổ tung, chết oan chết uổng. lê tuyết tu vi nhất là hùng hồn, đã già đến run run rẩy rẩy, đi không được đường, thanh âm khàn giọng nói, sinh tử đại đạo quân, người đây là tạo phản. Tạo phản, đây là hoa đạo chủ bắt buộc, không thể không phản. Sinh tử đại đạo quân sau lưng bóng tối bao trùm, như là một bộ áo choàng hắc ám treo ở đầu vai của hắn, đem hắn phía sau lưng giấu ở trong hắc ám. chương 1472, hắn chậm rãi đi tới, trải qua lê tuyết bên người, buồn bã nói, nếu là hoa đạo chủ không đối hậu bối những cái kia chứng đạo đạo chủ người thống hạ sát thủ. Ngược lại dìu dắt hậu bối, ta như thế nào lại phản hắn. Lê Tuyết muốn nói chuyện, thể nội nguyên thần đột nhiên sụp đổ, lập tức cuồn cuộn đạo hôi từ trong tai mắt mũi miệng của nàng phun ra. Thi thể của nàng ngã vào ảm đạm vô quang trong tinh hải, chết oan chết uổng. Sinh tử đại đạo quân không nhanh không chậm hướng tiên đảo đi đến, ánh mắt thăm thẳm, ta hai lần bại vào thái nhất chi thủ, rút kinh nghiệm xương máu, để cho ta nhìn ra sinh tử đại đạo chỗ thiếu sót, lấy sinh tử đẩy ngược thái cực, rốt cục có thành tựu. Ta khoảng cách đại đạo chi chủ cảnh giới này gần như thế, hết lần này tới lần khác lại gặp kiếp số, bị hứa ứng làm cho không thể không nhập kiếp hắc hắc, cao quan phía dưới, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Nhập kiếp, liền mang ý nghĩa có tử vong khả năng. Muốn không chết, liền chỉ cần đột phá, tu thành đại đạo chi chủ. Nhưng tu thành đạo chủ, liền muốn tiếp nhận hoa đạo chủ một búa. Đã như vậy, vì sao không phản, cướp đoạt linh tinh môn, thì còn có một chút hy vọng sống. Lấy linh tinh môn đối kháng lạc anh thần phủ, ta liền có thể thuận lợi trở thành đạo chủ, tại trang kiếp vận này cùng sát kiếp bên trong, có một chỗ cắm rùi hắn thấp giọng nói đột nhiên phía trước bị hắc ám xâm nhập tinh hải có tinh thần sáng lên cái kia tinh quang sáng chói trở nên lóa mắt giống như là lửa đuốc đem bốn phía từng khỏa hàng tinh tử vong tỉnh lại vừa rồi lâm vào trong tử vong quần tinh lập tức không ngừng được thắp sáng trong khoảnh khắc tinh hải liền lại khôi phục lại lúc trước sinh tử đại đạo quân giật mình trong lòng cất cao giọng nói hứa ứng là ngươi a à. ngươi giết đệ tử ta hướng ta khoe khoang đạo pháp của ngươi bây giờ ta đến rồi hắn mục đích của chuyến này, một là cướp đoạt linh tinh môn, hai chính là muốn xử lý hứa ứng, cho hắn đệ tử vinh khô đạo quân báo thù. Chỉ là, sinh tử đại đạo quân thanh âm vang dội nhưng trên tiên đảo nhưng không ai đáp lại. Sinh tử đại đạo quân đột nhiên tăng thêm tốc độ, chân áp tinh hải, phi tốc hướng tiên đảo lao đi. Ngay tại hắn khởi hành trong nháy mắt, đột nhiên tinh hải sóng cả mãnh liệt, vô số ngôi sao ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, chất chứa vô thượng tinh thần đạo lực, hướng hắn đánh tới. Một kích này, cường hoành không gì sánh được, hiển thị rõ tinh thần đạo lực bàng bạc. Đại thiên vũ trụ bên trong từng cái thế giới, vốn là xây dựng ở từng khỏa trên tinh thần, tinh thần đạo lực cũng là trong vũ trụ trụ cột nhất cường đại nhất đạo lực một trong. Sinh tử đại đạo quân đối mặt khủng bố như thế một kích, không sợ chút nào, giờ bàn tay lên nghinh tiếp, giờ khắc này, thời không trong phút chốc ngưng kết, tiếp lấy vô cùng kinh khủng uy năng bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng linh tinh môn bên trong giống như là đã trải qua một trận không gì sánh được đáng sợ phong bạo trong tinh hải vô số ngôi sao bị cuốn lên nhao nhao phá diệt nổ tung sinh tử đại đạo quân thân thể có chút lay động một chút tiếp tục bước chân đi thẳng về phía trước thản nhiên nói hứa ứng ta trên người vinh khô thấy được đạo pháp của ngươi ngươi hướng ta diễu võ dương oai bây giờ lại cần nhờ linh tinh môn để chống đỡ ta a à. ngươi khiến ta thất vọng thanh âm của hắn không mặn không nhạt trong tinh hải phảng phất cất giấu một vị tu luyện tinh thần đại đạo đại đạo quân lấy vô thượng tinh lực cùng hắn đối kháng nhưng mà sinh tử đại đạo quân luôn luôn có thể dễ như trở bàn tay hóa giải hứa ứng ngươi không nên trốn ở ở trên đảo ngươi hẳn là đi ra hòn đảo kia dùng thần thông của ngươi đường đường chính chính cùng ta chống lại phân cao thấp sinh tử đại đạo quân tốc độ bị kéo chậm thanh âm lại không ngừng truyền đến nhiễu loạn hứa ứng đạo tâm mà tại tinh hải trung ương trên tiên đảo xuất thủ chiếm cứ trung tâm điều vận tinh hải công kích sinh tử đại đạo quân, lại không phải hứa ứng, mà là lê tiêu. Nữ tử này trải qua chuông lớn cứu chữa, mọc ra hai mắt, giờ phút này ngay tại đem hết khả năng điều vận tinh thần đạo lực, ngăn cản sinh tử đại đạo quân tới gần. Sinh tử đại đạo quân nhiều lần bị tinh hải ngăn trở bước chân, không khỏi tức giận, nhấc chân một đòn nặng nề, lập tức lấy hắn làm trung tâm, bốn phía phương viên vạn giảm tinh hải tinh xa nhau nhau hóa thành sinh tử thái cực đồ một bộ phận. Quyền này sinh tử thái cực đồ lấy hắn làm trung tâm, chậm chậm vận chuyển. Linh tinh môn bên trong tinh hải mặc dù rộng rãi, nhưng là thiếu đi phương viên vạn dặm cương vực, Lệ Tiêu có khả năng điều vận tinh lực lập tức suy giảm một hai thành. Này lên kia xuống, đối với nàng cực kỳ bất lợi. Chuông lớn khẩn trương vạn phần, quay chung quanh nàng bay tới bay lui, tưởng muốn giúp nàng một chút sức lực, cũng không biết nên như thế nào nhúng tay. Linh tinh môn trung tâm chỉ có thể cho phép một người khống chế, nó chính là ngay cả pháp lực đều không thể vượt qua. Sinh tử đại đạo quân điều vận đại thần thông, một chiêu sinh tử đồng quy thẳng đến tiên đảo mà tới nhưng sau một khắc liền gặp vô biên tinh thần là sóng cả tầng tầng dựng thẳng lên đạo này đại thần thông liên tục xuyên qua mấy chục đạo sóng cả rốt cuộc kiệt lực như vậy vỡ nát lê tiêu bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn khí thức tán loạn sinh tử đại đạo quân lập tức tiến quân thần tốc một chiêu lại một chiêu thần thông hướng tiên đảo đánh tới hứa ứng ngươi chỉ có chút năng lực ấy a à, thanh âm của hắn tại thần thông cuồng oanh loạn tạc bên trong không ngừng truyền đến châm chọc nói, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi vậy mà chỉ có thể điều vận tiên thiên linh bảo cùng ta chống lại, mà lại coi như ngươi điều vận linh bảo, cũng không phải đối thủ của ta. Uồng ta vì ngươi rời núi, tự mình lịch kiếp, thế công của hắn như là mưa to gió lớn, đánh cho Lê Tiêu luống cuống tay chân, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, hiện ra xu hướng suy tàn. Xem ra, ngươi không có đạt được thái nhất chân truyền A, thái nhất có phải hay không một mực phòng bị ngươi, không chịu đem hắn tuyệt học truyền thụ cho ngươi sinh tử đại đạo quân phát giác được hứa ứng phản kháng dần dần có chút tán loạn trong lòng biết công tâm có hiệu quả cười ha ha nói các ngươi thái nhất đạo môn cả nhà đều là phản đồ loạn đảng liền ngay cả các ngươi sư đồ ở giữa cũng chỉ cần phòng bị lẫn nhau oanh sinh tử đại đạo quân lại là một cái thần thông oanh đến lệ tiêu điều vận tinh hải ngăn cản lại bị chấn động đến phun máu phè phè hướng về sau ngã đi khí tức huệ oải suy sụp sinh tử đại đạo quân khoảng cách tiên đảo đã là không xa lại là một đạo thần thông oanh đến Lê Tiêu giấy rụa đứng dậy, nhào về phía tiên đảo trung tâm, bàn tay sắp đè vào trung tâm đài lúc, chỉ gặp sinh tử đại đạo quân thần thông đã đi tới trước mặt. Nàng lòng sinh tuyệt vọng, chuông lớn thì ra sức thôi động tự thân hoa văn đại đạo, chuẩn bị cùng đạo thần thông này ngạnh kháng. Ngay tại sinh tử nguy cấp thời điểm, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại tiền phương của nàng, giơ bàn tay lên, nghinh tiếp sinh tử đại đạo quân thần thông. Oanh, sinh tử đại đạo quân thần thông bộc phát, sinh tử đạo lực bị đạo thân ảnh kia sinh sinh bổ ra, hóa thành hai đạo dòng lũ, từ tiên đảo hai bên chút xuống mà đi. A ứng, chuông lớn vừa mừng vừa sợ, Lê Tiêu ngẩng đầu, chỉ gặp thân ảnh kia là người thiếu niên, chính là hứa ứng. Sinh tử đại đạo quân, người muốn kiến thức thần thông của ta. Hứa ứng con mắt sáng tỏ, điều vận hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục, thét dài một tiếng, song trường đẩy về phía trước ra, liền gặp hỗn độn chi khí như là sóng lớn mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc trong hỗn độn hải hồng liên sinh, hoa sen mở ra hồng nguyên từ từ bay lên sinh tử đại đạo quân lập tức chỉ cảm thấy sinh tử uy hiếp đập vào mặt, trong lòng hãi nhiên, vội vàng điều vận động uyên, phồng lên tất cả đạo lực, ngang nhiên nghênh tiếp một kích này. Hai người thần thông va chạm, sinh tử đại đạo quân dừng chân không nổi, cả người dán tinh hải mặt biển hướng về sau bay ngược mà đi. Đợi cho hắn tan mất hứa ứng một kích này uy năng, lại phát hiện mình đã cước đạp thực địa, lại bị một kích này đánh cho trở lại linh tinh môn bên dưới. Trường 1473, quân không chết, lòng ta khó yên hứa ứng đứng tại trên tiên đảo tay áo tung bay hắn vô cực đại đạo tại thời khắc này rốt cuộc đem ngũ thái dung hội quán thông tu thành bất hủ bây giờ hắn tiên thiên cửu đạo bao quát tịch diệt hết thảy bước vào bất hủ cảnh hắn đang thôi động hồng nguyên nghịch chứng đại đạo lục lúc có thể cảm giác được võ đạo động nguyên hóa thành hồng nguyên chín loại tiên thiên đại đạo tuần hoàn qua lại thứ tự diễn hóa liên tục không dứt tùy thời có khả năng bước vào một cảnh giới khác bất hủ cảnh giờ phút này Chỗ hắn tại trí tôn cảnh cùng bất hủ cảnh trên quan ải, có một loại thiên hạ đại đạo, đều ở ngực của ta cảm xúc. Sinh tử đại đạo quân chậm rãi thẳng lên thân eo, ngẩng đầu lên đến, xa xa nhìn lại, cùng tại phía xa tiên đảo hứa ứng nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Hứa ứng một kích này, quả thực kinh đến hắn, vậy mà như thế hùng hồn, đạo lực bành trướng bằng bạc, lấn ép qua đến thời điểm, để hắn sinh tử đại đạo cũng có chút khó mà chống đỡ được. Sinh tử đại đạo quân, ta một chiêu này gọi là liên khai diệu thế lúc trước ta một trường khác ở vinh khô đạo quân trên thân, để hắn đi gặp ngươi. Hứa ứng cùng hắn xa xa tương đối, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã ngộ ra được nhầm vào ta một chiêu này pháp môn, bất quá từ ngươi bị ta đánh lui đến xem, ngươi cũng không tìm hiểu ra cái gì. Sinh tử đại đạo quân đạo tâm có chút nổi lên gợn sóng, vinh khô đạo quân mang theo hứa ứng chiêu thần thông này tới gặp hắn, hắn chỉ nhìn ra hỗn độn liên, không có nhìn ra hồng nguyên, kết quả dẫn đến vinh khô chết thảm vừa mới hứa ứng thi triển hay là liên khai diệu thế, đem hắn bước lui, chiêu thần thông này ảo diệu, hắn vẫn là không có xem hiểu. Ta đã từ sinh tử, nghịch ngộ thái cực, thái cực đại đạo so sinh tử đại đạo càng hơn một bậc. Sinh tử đại đạo quân đột nhiên điều vận sinh tử đại đạo, trước mặt vạn giảm tinh hải đột nhiên trực tiếp dựng thẳng lên, hóa thành sinh tử thái cực đồ, ông một tiếng xoay tròn. Trong khoảnh khắc, trong vạn giảm tinh hải vô số tinh sa đạo lực bị hắn kích phát, hóa thành một đạo sinh tử trùm sáng chiếu rọi trên người hứa ứng lê tiêu trong lòng giật mình đang muốn thôi động linh tinh môn trung tâm tới đối kháng hứa ứng giờ bàn tay lên thản nhiên nói không cần cái kia sinh tử trùng sáng chiếu rọi trên người hứa ứng muốn hủy diệt hứa ứng một thân đại đạo để đại đạo mục nát suy bại để nhục thân giải dạ yếu nguyên thần sụp đổ nhưng mà hứa ứng vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào mặc cho đạo pháp của hắn chiếu rọi sinh tử đại đạo quân trong lòng nghiêm nghị chỉ cảm thấy nhục thân nó phảng phất chính là một cái hồng nguyên hồng nguyên bên trong tiên thiên cửu đạo lưu chuyển biến hóa, bột bột nhiên, đạo vô nổi lên, không cuối cùng, tuần hoàn không thôi, vĩnh viễn không khô già thời điểm. Hắn sinh tử đại đạo, tại trên người của đối phương không có nửa điểm tác dụng. Hắn giết Quỳnh Hoa đảo một đám bất hủ, không cần tốn nhiều sức, trực tiếp để những người này đại đạo tử vong, nguyên thần tử vong, nhục thân tử vong, cho dù là đạo quân, đối mặt hắn sinh tử đại đạo, cũng không có chút nào sức chống cự. Nhưng là đối mặt hứa ứng, hắn phát giác chính mình sở tu cầm thần thông hoàn toàn không có tác dụng. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, hắn đây là công pháp gì? Trong lòng của hắn giật mình, lập tức vươn người đứng dậy, tại trong tinh hải xét nước mà qua, thẳng đến tiên đảo mà đến. Phía sau hắn động nguyên vận chuyển, điều vận hùng hồn vô biên pháp lực. Tu luyện tới hắn một bước này, thu hoạch đại thiên vũ trụ tu sĩ đã không dậy nổi bao lớn tác dụng. Cho nên hắn đem đại thiên vũ trụ bên trong tất cả truyền nhân đều thu hoạch một lần, luyện vào sinh tử động nguyên bên trong, xem như chính mình đột phá đạo chủ cường đại nội tinh. hắn cách đạo chủ cảnh chỉ kém nửa bước, muốn đột phá đạo chủ, dựa vào thu hoạch có thể không thành. đột phá đạo chủ cần chính là đối với từng cái vũ trụ sinh tử đại đạo lĩnh hội, đem những vũ trụ này sinh tử đại đạo ngộ ra, tự nhiên mà vậy liền sẽ lĩnh ngộ môn đại đạo này chân lý. hắn hai lần là thái nhất đại đạo quân chỗ bại, một lần là hạo thiên đế chỗ bại, mỗi một lần đều biến thành đối với hắn thúc giục cùng khích lệ, để hắn có thể tiến thêm một bước. Lần này, nếu không cách nào tại trên thần thông thắng qua hứa ứng, vậy liền bằng vào hùng hồn vô biên tu vi, trực tiếp đè chết hứa ứng. Hắn thu hoạch được đại thiên vũ trụ dài đến ước năm lâu, thân này đạo lực quả nhiên là hùng hậu đến cực điểm, coi như hứa ứng thần thông tinh diệu, hắn chỉ dựa vào đạo lực cũng đủ để có thể đem hứa ứng đè chết. Hứa ứng đứng tại trên tiên đảo, nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp xanh đen hai ngày lưu chuyển, che khuất màn trời, trong lúc bất chợt hai bàn tay đột phá xanh đen hai ngày, hướng phía dưới đè xuống, toàn bộ tiên đảo đều là tại trưởng ấn phía dưới. Hứa ứng thể nội hồng nguyên vận chuyển, cửu đạo nhất thống, hóa thành võ đạo nội tình, trong khoảnh khắc tất cả đạo lực hóa thành kiếp vận đạo lực, song trưởng ninh tiếp sinh tử đại đạo quân một kích này. Oanh, lấy tiên đạo làm trung tâm, bốn phía tinh hải vô số ngôi sao bị vén đến bay lên, hình thành từng đạo sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đợt thứ nhất dâng lên rất nhanh trùng kích đến linh tinh môn trước, vô số tinh xa bay ra tinh môn, từng cái hướng ra phía ngoài bay đi những tinh xa này ở trong linh tinh môn nhìn chính là từng hạt hạt cát chỉ là hiện ra tinh quang trôi lơ lửng trên không trung quay chung quanh tiên đảo vận hành mà thôi nhưng là thoát ly linh tinh môn một sát na từng hạt tinh xa lập tức phi tốc bành trướng biến lớn quang mang cũng tại chỉ một thoáng trở nên càng ngày càng lóa mắt bọn chúng hóa thành từng khỏa thái dương từ trong tinh môn dâng lên bay lên bầu trời càng ngày càng cao càng lúc càng lớn hứa ứng cùng sinh tử đại đạo quân một kích này liền tạo thành đến trăm vạn mà tính tinh xa bay ra linh tinh môn, hóa thành mấy trăm vạn vầng thái dương, dần dần bốc lên. Trên bầu trời lập tức trở nên không gì sánh được sáng tỏ, từng khỏa thái dương từ trong tinh môn bay ra, càng lên càng cao, đi vào thiên ngoại, hình thành một đạo cỡ nhỏ tinh hà, chiếu sáng bỉ ngạn đại địa. Linh tinh môn trên tiên đảo không, sinh tử đại đạo quân thét dài không dứt đợt công kích thứ hai theo sát mà tới. Hứa ứng thể nội hết thảy đạo lực trong chớp mắt hóa thành sát phạt đạo lực, trong khoảnh khắc một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại trong tinh hải, đáng dưới thân kiếm, thiên hạ vạn đạo, đều là về bụi đất. Đùng, hai người trưởng kiếm giao phong, chu tiên kiếm khí đùng đùng đứt gãy, sinh tử đại đạo quân bàn tay cũng máu tươi chảy đầm đìa, thể nội đại đạo bị chém. Nhưng mà hắn sinh tử đại đạo đã làm đến âm dương hỗ chuyển, sinh tử giao thế tình trạng, ỷ vào không gì sánh được hùng hồn đạo lực, không nhìn đạo thương, bàn tay cùng hứa ứng bàn tay đụng vào nhau. Hai người trưởng lực giao phong trong nháy mắt, hứa ứng thể nội tựa như cùng cất giấu một tòa tịch diệt hồng nguyên, trưởng lực côn ra. Sinh tử đại đạo quân chỉ cảm thấy vừa mới đón đỡ hứa ứng hai chiêu, thể nội còn sót lại kiếp vận cùng sát phạt chi khí bị một trưởng này dẫn động, tựa như cùng hai cái đánh vào trong thành binh sĩ, mở cửa thành ra để hứa ứng tịch diệt đạo lực tiến quân thần tốc. Hứa ứng bị kỳ đạo lực chân áp, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên, chân đứng không vững. Sinh tử đại đạo quân đang muốn lại lần nữa ra chiêu, đột nhiên sắc mặt kịch biến, quay người phá không mà đi. Hứa ứng trần chờ một chút, ho một ngụm đạo huyết, sinh tử đại đạo quân hay là không hề dừng lại, xa xa kêu lớn, hứa ứng, hôm nay người có giúp đỡ tại, ta trước thả ngươi một con đường sống. Đợi ta tu thành đạo chủ, lại đến giết ngươi, hứa ứng sắc mặt khôi phục như thường, thầm nghĩ trong lòng một tiếng láo cá, thấp giọng nói, ngụm máu này không công nôn. Hắn phi thân lên, quát trung ra, đuổi theo ta, đưa đại đạo quân lên đường. Phía sau hắn, lệ tiêu ngây người, chỉ gặp chuông lớn ken ken rung động, lập tức bay về phía trước ra, đuổi kịp hứa ứng. Một người một chuông như vậy vượt biển đi xa, Lê Tiêu vội vàng thôi động linh tinh môn trung tâm, khống chế bảo vật này. Một đạo tinh hải bọt nước bay tới, rơi vào dưới chân của nàng, đưa nàng nâng lên, hướng ngoài cửa bay đi. Hứa ứng đã bay ra linh tinh môn, thân hình như điện, phá không mà đi. Lê Tiêu thấy thế, vội vàng thu hồi tinh môn, hướng hắn đuổi theo, thần thức ba động, cao giọng nói, hứa ứng, chờ ta một chút, Hứa ứng cảm ứng sinh tử đại đạo quân thể nội kiếp vận, sát phạt cùng tịch diệt ba đạo, theo đuổi không bỏ. Hắn nguyên bản định bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ sinh tử đại đạo quân tiếp tục công kích, dẫn phát sinh tử đại đạo quân kiếp vận, để trong cơ thể hắn sinh tử hai đạo lẫn nhau công phạt, lâm vào tịch diệt. Chỉ cần sinh tử đại đạo quân tiếp tục tiến công, liền sẽ rơi vào hắn trong hũ, sẽ bị kiếp vận, sát phạt cùng tịch diệt ba loại đạo lực không ngừng suy yếu. Này lên kia xuống, Hứa ứng liền có niềm tin tuyệt đối xử lý hắn không ngờ sinh tử đại đạo quân vậy mà như thế cẩn thận, phát giác được hứa ứng mưu kế, căn bản không mắc mưu, quay người liền đi. chương 1474, nếu kế này không thành, hứa ứng đành phải truy sát tới. Có thể ngồi tại đại đạo quân trên vị trí này lâu như vậy, quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Không cẩn thận người, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hứa ứng cũng phát giác được sinh tử đại đạo quân đạo hạnh, chỉ sợ đã cùng thái nhất không sai biệt lắm. Hắn chỉ cần bước ra nửa bước, chính là đạo chủ sinh tử đại đạo quân tu thành đạo chủ, liền sẽ cái thứ nhất chạy tới xử lý ta. Bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản ngăn không được đạo chủ một kích. Bất quá nếu là ta tu thành bất hủ, hẳn là có thể ngăn trở hắn hai ba chiêu. Bây giờ hắn tiên thiên cửu đạo đã tu luyện tới bất hủ cảnh, trí tôn cảnh đại viên mãn, cũng tùy thời có thể lấy đột phá cảnh giới, chân chính bước vào bất hủ cảnh. Nếu như bước vào bất hủ cảnh, hắn đại đạo vô cấu, mặc dù không bằng đạo chủ đại đạo vô cấu, nhưng ở một loại nào đó đặc tính bên trên cùng đạo chủ không sai biệt lắm. bởi vậy hứa ứng kết luận mình có thể ngăn trở hai ba chiêu, nhưng hai ba chiêu đằng sau vẫn là phải chết, không thể để cho sinh tử đại đạo quân trở thành đạo chủ, lấy sinh tử đại đạo đặc tính ta tam giới đối mặt bỉ ngạn, không có bất kỳ cái gì cơ sở đạo văn bên trên ưu thế. hứa ứng tâm động sát cơ, nghe được lê tiêu thần thức kêu gọi, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên bay ngược mà đi. lê tiêu ngay tại đuổi theo, bỗng nhiên liền gặp hứa ứng bay trở về rơi vào tinh môn bên trong. Trong nội tâm nàng vui mừng, cười nói, hứa ứng, ngươi truyền ta kiếp vận chi đạo, ta cũng cứu ngươi một mạng, chúng ta ân oán thanh toán xong. Hứa ứng cảm ơn, đa tạ sư tỷ viện thủ. Lê Tiêu cười nói, đều nói rồi ân oán thanh toán xong, ngươi còn cảm ơn ta. Ngươi đây là muốn đi nơi nào, ngươi sẽ không muốn lấy muốn làm rơi sinh tử đại đạo quân A. Hứa ứng gật đầu, cười nói còn cần sư tỷ tương trợ. Lê Tiêu ánh mắt chấp động, nói sinh tử đại đạo quân tàn sát ta quỳnh hoa đảo đệ tử giết đến chỉ còn lại có một mình ta độc chiếm sư tôn dạy bảo ta cũng sẽ không cần nghĩ đến xử lý sư tỷ sư huynh bọn hắn bất quá diệt trừ sinh tử đại đạo quân có thể cho sư tôn càng thêm coi trọng ta cũng tốt ta cùng ngươi cùng đi hai người kết bạn mà đi hứa ứng cảm ứng sinh tử đại đạo quân hạ lạc suy tư nói huyết tế bốn năm mươi vị bất hủ có thể phục sinh một vị đạo chủ nếu như huyết tế một vị đại đạo quân phải chăng có thể sống lại một vị đạo chủ? Lê Tiêu cười nói, hứa ứng, người muốn tạo phản. Hứa ứng lắc đầu, nói sai, ta chỉ là đang trợ giúp tôn sư, vượt qua trận này quét sạch bỉ ngạn kiếp vận. Nếu không, tôn sư một búa xuống tới đánh chết ta chính là, làm gì để cho ta sống đến bây giờ? Lê Tiêu nghĩ nghĩ, đích thật là đạo lý này. Hứa ứng coi như mạnh hơn, cũng ngăn không được hoa đạo chủ một búa. Xem ra đại lão gia thật không có giết hắn dự định, sở dĩ ban xuống đạo chủ lệnh truy sát, chỉ sợ cũng là để mặt khác bất hủ theo đuổi giết hắn, ngược lại bị hắn huyết tế, phục sinh đạo chủ. Lê Tiêu thầm nghĩ trong lòng kể từ đó, đại lão gia liền không có mang tiếng xấu, mang tiếng xấu ngược lại là hứa ứng. Sau đó, đại lão gia lại diệt trừ hứa ứng cái này người tam giới, chính mình huy vọng liền cao hơn. Nàng quanh năm đi theo hoa đạo chủ, mưa dầm thấm đất, đã sớm nuôi ra như vậy tâm tính. Hai người kết bạn đồng hành, chung sống môn hạ, hứa ứng chuyên tâm cảm ứng sinh tử đại đạo quân hành tung, lê tiêu liếc nhìn hắn một cái chỉ cảm thấy cái này đến từ tam giới thiếu niên có một phen đặc biệt hương vị hắn không giống bỉ ngạn thánh tộc như vậy tráng kiệt, nhưng khí khái không giảm cũng không giống những thánh tộc mới kia thánh tộc mới để cho mình lớn lên giống bỉ ngạn thánh tộc nhưng ngược lại đã mất đi chính mình chủng tộc hương vị không giống hứa ứng như vậy cho dù tại bỉ ngạn cũng duy trì lấy lúc đầu hình dạng lê tiêu đi vào tinh môn sau một lúc lâu lúc này mới đi ra lại là trải qua tỉ mỉ giả dạng trở nên thú mỹ một chút bị ngạn thánh tộc nữ tử không giống nam tử nam tử thô kịch khớp xương gầy chưa xương nữ tử cũng có chút thủy nhuận chỉ là da thịt không bằng người tam giới tinh tế tỉ mỉ nhưng thắng ở trắng nón ngũ quan rõ ràng cũng là có loại dị vực phong tình nàng nội tình nguyên bản không hỏng giờ phút này tỉ mỉ cách ăn mặc liền càng là xuất chúng mặt mày ẩn tình khóe miệng ngậm xuân nhất là dáng người thướt tha mãn viên xuân sắc y phục là áp chế không nổi động tĩnh ở giữa miêu tả sinh động chuông lớn thấy thế thầm nghĩ cũng là hồ ly tinh sớm muộn muốn bị nguyên vị ương đâm chết hứa ứng mặc dù phát giác được nữ tử này biến hóa nhưng chỉ là nhìn ở trong mắt thưởng thức một phen trong lòng cũng không ý khác hắn duy nhất ý nghĩ chính là sớm một chút giết chết sinh tử đại đạo quân sinh tử đại đạo quân cũng phát giác được hứa ứng ở phía sau theo đuổi không bỏ trong lòng nôn nóng hắn cùng hứa ứng đúng rồi ba chiêu từ chiêu thứ nhất bắt đầu liền rơi vào hứa ứng tính toán bên trong bị hứa ứng dẫn động tự thân kiếp phận Chiêu thứ hai sát phạt nhập thể, gây nên sinh tử đại đạo lẫn nhau công phạt, để hắn đạo lực bất ổn. Chiêu thứ ba liền dẫn động hắn tự thân tịch diệt kiếp. Tuy nói hắn tu vi hùng hồn đến cực điểm, đem hứa ứng lấy ba chiêu đạo lực chân áp xuống, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đuổi ra, càng không cách nào luyện hóa. Hứa ứng lại theo đuổi không bỏ, để hắn chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, này ba đạo đều là cao cấp nhất tiên thiên đại đạo, người bình thường tu thứ nhất đến bất hủ cảnh, đều khó khăn vạn phần, sau khi tu luyện thành liền có thể gọi đạo quân. Tiểu tử này là như thế nào ba đạo tề tu, muốn tu luyện đến bất hủ cảnh. Hắn một bên chạy trốn, một bên nếm thử lấy các loại phương pháp phá giải, từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa, trong lòng đột nhiên quyết tâm, kế sách hiện nay, chỉ có tìm được trước một chỗ nơi đặt chân, liều mạng bị hoa đạo chủ chặt một búa nguy hiểm, cũng muốn trước chứng đạo chủ. Tu thành đạo chủ đằng sau, cái này ba loại đạo lực đều có thể tùy tiện trừ bỏ. Lúc này, trên bầu trời linh tinh môn bay qua, sinh tử đại đạo quân trong lòng giật mình, đem tự thân đại đạo khí cơ ẩn tàng, hóa thành tử chi đạo, tựa như cây khô đá vụn. Hứa ứng đứng tại tinh môn bên trong, gào thét bay qua, bỗng nhiên tinh môn trở về, bỗng nhiên trên không trung. Kỳ quái, hẳn là liên tại phụ cận, hứa ứng tế lên chuông lớn, tiếng chuông keng keng rung động, hướng phía dưới đánh tới, sinh tử đại đạo quân bị chuông lớn đánh trúng mấy lần, từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ rời đi, hứa ứng cùng lê tiêu thôi động linh tinh môn rời đi sau một lúc lâu đột nhiên đại địa chấn động một đạo luân hồi đột ngột từ mặt đất mọc lên cuốn lên dãy núi trồng chất đại địa hình thành một đạo luân hồi hoàn hứa ứng ánh mắt hung ác thân hình tung bay phi tóc quay chung quanh luân hồi hoàn bay một tuần quát sinh tử đạo huynh đi ra a sinh tử đại đạo quân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào thật không ở chỗ này hứa ứng lắc đầu hướng đổi tới lê tiêu cười nói lê tiêu nhịn không được nói người người này lòng nghi ngờ làm sao nắng như vậy hứa ứng cũng có chút thẹn thùng nói lúc trước bị người khi dễ nhiều lần bởi vậy không khỏi nghi thần nghi quỷ nghĩ đến sinh tử đại đạo quân dùng thay mận đổi đào loại hình pháp môn lừa gạt ta cảm ứng chúng ta đi thôi hai người lại lần nữa rời đi lại qua một lát sinh tử đại đạo quân vẫn là không nhúc nhích đột nhiên bầu trời kịch liệt lắc lư đột nhiên vỡ ra một cái to lớn nhân quả chi nhãn xuất hiện ở trên màn trời cảm giác áp bách cực mạnh nhanh như chớp chuyển động tìm kiếm nhân quả. Sinh tử đại đạo quân thấy thế hãi nhiên, thầm nghĩ ta đã chết, nhân quả không còn, người mơ tưởng tìm được ta. Nơi xa lại truyền tới lê tiêu phàn nàn, người tại sao lại chạy về tới. Hứa ứng cười ha ha nói, con người của ta luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Đi thôi, đi thôi, xác nhận không ở nơi này. Qua hơn 10 ngày, sinh tử đại đạo quân dần dần do tử chuyển sinh, khôi phục sinh cơ. Hắn phá đất mà lên, thấp giọng nói cuối cùng trốn qua một kiếp. Lúc này, sau lưng của hắn truyền đến hứa ứng thanh âm, sinh tử đạo huynh, người quả nhiên còn ở nơi này. Người không chết, lòng ta khó yên, chương 1475, chu đại đạo quân. Sinh tử đại đạo quân tâm thần đại chấn, chậm rãi xoay người lại. Hứa ứng liền đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, nhưng là hứa ứng khi nào tới, khi nào đi vào sau lưng của hắn, hắn vậy mà không hề có cảm giác. Thái nhất có thể có như thế đệ tử, thật là khiến người đố kỵ. Sinh tử đại đạo quân nhịn không được cảm khái, nói, năm đó hạo dập đã làm cho người kinh diễm, không nghĩ tới hôm nay lại đi ra một cái hứa ứng. Hứa ứng, ban đầu ở thiên cảnh lúc, ta liền nhìn ra ngươi không thể coi thường. Ngươi thân phụ thiên cảnh khí vận, tại thiên cảnh đạt được đạo chủ chân truyền. Khi đó, ta liền động nghiên cứu ngươi tâm tư, hắn hy thở dài không thôi, nếu như năm đó không có hư hoàng nhúng tay, hôm nay hắn cũng sẽ không bị hứa ứng bước đến loại trình độ này. Hạo dập đi vào bỉ ngạn, đã trải qua trên trăm vạn năm, mới tu luyện đến quét ngang thiên hạ tình trạng, mà hứa ứng lại chỉ đến bỉ ngạn mấy trăm năm, thực lực liền đuổi sát khi đó hạo dập. Hứa ứng ánh mắt chấp động, nói, đạo huynh, người tàn sát Quỳnh Hoa đảo bất hủ, kiếp vận trước mắt, ta cũng là thuận theo kiếp vận, xin người phó kiếp. Người chết, bỉ ngạn kiếp vận cũng sẽ giảm bớt một chút. Sinh tử đại đạo quân hừ lạnh một tiếng, người luôn mồm vì bỉ ngạn, kỳ thực là vì tam giới. Người bốn chỗ đảo hố, lừa giết tính ra hàng trăm bất hủ, vì muốn phục sinh những cái kia đạo chủ, nhiễu loạn bỉ ngạn. Hứa ứng, ta không tin người đối với bỉ ngạn trung can nghĩa đảm. Hứa ứng chắp hai tay sau lưng, buồn bã nói, ta kiếp vận thành đạo, một đôi tuệ nhãn nhìn thấy bỉ ngạn kiếp vận càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này mới đem hết khả năng giải cứu năm đó bị chân áp tiền bối. Ta một lòng suy yếu kiếp vận, lại bị ngươi gọi loạn thần tặc tử, mà các hạ cơ hồ giết sạch hoa đạo chủ đệ tử, lại muốn tự xưng trung nghĩa. Bỉ ngạn đến cùng thế nào? Thị phi không phân, không phân trắng đen, là bị kiếp vận che đậy rồi hả? hắn lời này cho dù là lê tiêu nghe nói cũng không nhịn được cảm động không hiểu người này xác thực đối với bỉ ngạn trung thành tuyệt đối không giống những lão thánh tộc kia đều có các tính toán nhỏ nhặt ngược lại là hứa ứng dạng này thánh tộc mới tâm tâm niệm niệm nhớ bỉ ngạn an nguy sinh tử đại đạo quân không nói thêm gì nữa vượt lên trước một bước hướng hắn công tới trực tiếp điều vận tất cả đạo lực hắn đã xác minh qua sinh tử thần thông trên người hứa ứng vô dụng cho nên lần này xuất thủ đem chính mình cái này trên triệu năm đến thu hoạch tất cả đạo lực, toàn bộ vận dụng, lấy đạo lực nghiền ép hứa ứng. Hứa ứng thể nội hồng nguyên vận chuyển, đấm ra một quyền, một kích này điều vận nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt, bốn loại đạo lực. Quyền phong của hắn những nơi đi qua, nhân quả điên đảo, sinh tử đại đạo quân lập tức chỉ cảm thấy chính mình công hướng hắn chiêu pháp không ngừng bị bóp méo, không cách nào đem hứa ứng khóa chặt. Cùng một thời gian, thân hình của hắn có rơi xuống luân hồi xu thế luân hồi rối loạn, làm hao mòn đạo lực của hắn. Mà hứa ứng một quyền này tích chứa mênh mông kiếp phận, để hắn có một loại tai kiếp khó thoát cảm giác, đáng sợ nhất hay là chính mình giống như là muốn chủ động nghênh tiếp quyền phong của hắn, ứng trận này sát kiếp. Ta chạy trôi chết mấy ngày nay, đạo pháp của hắn tại sao lại tiến bộ một mảng lớn. Trong lòng của hắn hãi nhiên, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, hứa ứng vận dụng đạo khác nhau lực trở nên càng ngày càng thành thạo mượt mà, không có nửa phần sáp trệ nhất là giơ tay nhất chân chính là thần thông, đem đạo khác nhau lực tổ hợp, uy lực cùng thần diệu hiển thị rõ, khiến cho hắn cũng nhìn mà than thở. Đây cũng là vô cực đại đạo diệu dụng, vô cực đại đạo, bị ngạn chỉ có quảng chính chân vương đem tu luyện tới bất hủ cảnh, nhưng cho dù là quảng chính chân vương cũng không có đạt được môn đại đạo này chân lý. Hứa ứng nguyên bản cũng khó có thể lĩnh ngộ được vô cực chân lý, nhưng là đạo chủ một câu chỉ điểm, để hắn hiểu ra, có thể đem vô cực đại đạo tu luyện tới bất hủ cảnh. Vô cực chính là hồng nguyên, vô cực tu thành bất hủ, đã thông hắn tiên thiên cửu đạo vận chuyển mấu chốt nhất một vòng, tiên thiên cửu đạo, vì vậy mà có thể thông dòng tổ hợp. Hai người quyền trưởng va chạm, hứa ứng thân thể đại chấn, lui về phía sau, từng bước vạn giảm, dưới chân muôn sông nghìn núi thoáng một cái đã qua, như vậy liền lùi lại mấy chục bước, tan mất sinh tử đại đạo quân khủng bố đạo lực. Nhưng mà từ hắn lùi lại, liền phẳng phất rơi vào xu hướng suy tàn, lâm vào bị đánh hoàn cảnh. Sinh tử đại đạo quân theo sát mà đến, trưởng lực càng thêm cương mãnh bá đạo, đem cái kia trên triệu năm thu hoạch đạo lực vào tới. Hứa ứng trưởng lực biến đổi, hóa thành thái nhất, tịch diệt, hỗn độn ba loại đạo lực. Thái nhất chất chứa vạn đạo, hắn chỗ tu chỉ đại đạo mặc dù không có vạn đạo nhiều, nhưng cũng có gần 300 loại, một trưởng vỗ ra thời điểm, bị ngạn hùng sơn trùng điệp, giang hà hồ nước, khắp nơi dâng lên đại đạo hào quang, thiên địa đại đạo, ra trì nó thân. Hứa ứng nguyện bị ngạn thiên địa chi lực, cùng sinh tử đại đạo quân đối cứng, nhưng mà song phương trưởng lực va chạm trong nháy mắt, thái nhất lập tức chôn vùi, thành toàn tịch diệt đạo lực. Sinh tử đại đạo quân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh tử đạo lực điên cuồng chút xuống, cổ vũ pháp lực của đối phương, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân tất cả đạo lực đấu đá đi qua. Người muốn ăn, vậy liền cho ăn bể bụng ngươi, hắn diện mục giữ tợn, trong khoảnh khắc hứa ứng liền trở nên lại chống lại chướng, thân thể căng phồng lên đến, hắn lấy nhục thân là hồng nguyên, đối mặt sinh tử đại đạo quân cái kia thu hoạch đại thiên vũ trụ trên triệu năm pháp lực, vẫn còn có chút không chịu nổi. Ngay tại hắn sắp bị sinh tử đạo lực no bạo thời điểm, hứa ứng thể nội đạo lực hóa thành hỗn độn đạo lực, trong hỗn độn một cây hoa sen từ từ bay lên, kết xuất hồng nguyên, cùng sinh tử đại đạo quân một kích này va chạm. Sinh tử đại đạo quân thân thể lay động một chút, hứa ứng lại bị chấn động đến lại lần nữa lui lại. Hai người vừa lui về phía sau, một cái từng bước ép sát. Lê Tiêu đứng ở đằng xa nhìn lại, chỉ gặp hứa ứng rơi vào hạ phong, chiếm cứ thủ thế tựa hồ có mấy phần chật vật, sinh tử đại đạo quân lại càng đánh càng hăng, nhục thân cũng càng ngày càng cao lớn xuất thủ cũng càng ngày càng cương mãnh hắn nếu là chống đỡ hết nổi ta liền đem linh tinh môn tế lên giúp hắn một tay lê tiêu vừa mới nghĩ đến nơi đây đã thấy sinh tử đại đạo quân thế công càng bá đạo vậy mà điều vận sinh tử đại đạo rút ra giữa thiên địa rời rạc sinh tử đạo lực không tốt lê tiêu sắc mặt đột biến vội vàng thôi động linh tinh môn xa xa bỏ chạy trong lúc vội vàng nàng quay đầu nhìn lại nhưng gặp tử vong như là thủy triều lấy sinh tử đại đạo quân làm trung tâm, bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Bị ngạn thế gian mặc dù là màu mỡ chi địa, nhưng là gần nhất chút năm cũng bởi vì kiếp vận một chuyện huyên náo lòng người bàng hoàng, sát phạt nổi lên bốn phía. Quốc cùng quốc chi chiến lẫn nhau chinh chiến, thường thường điều động đạo cảnh lục trọng thất trọng tu sĩ, thi triển thần thông, đại khai sát giới, một trận chiến sự xuống tới, người thương vong đến trăm vạn mà tính. Những năm gần đây, người phải chết càng ngày càng nhiều, rời rạc ở trong thiên địa tử chi đạo lực càng cường thịnh, để bầu trời cũng biến thành u ám, không còn xanh thẳm. Bởi vì người phải chết quá nhiều, cho nên các quốc gia không thể không từ trong đại thiên vũ trụ di dân tới, hứa hẹn những này cấp thấp chủng tộc tu sĩ, nếu là có thể ở trên chiến trường lập công, làm tròn 3 năm 5 năm, liền cho bọn hắn bỉ ngạn thánh tộc thân phận. Trong lúc nhất thời, từng cái vũ trụ di dân núi liền không dứt bị bổ túc vào quân. Ngày hôm đó, chính vào tu quốc cùng minh quốc song phương giao chiến riêng phần mình hỏa lực tập trung mấy trăm vạn, xếp tại phía trước đội ngũ chính là từng cái vũ trụ di dân, tại trong chiến trường chính là tiêu hao đồ vật, thường thường sống không quá hai canh giờ. Tu quốc đại tướng quốc tề nhược xuyên chính là một vị đạo cảnh bát trọng cường giả, tu thành bất hủ, bởi vì là thánh tộc mới, không có bối cảnh, cho nên lưu lạc thế gian, làm tướng quốc. Một thân đạo pháp tinh xảo nhập vi, tu vi hùng hậu, tỏa chấn ở trong quân, ánh mắt lại rơi tại đối diện minh quốc trong chiến trận. Chẳng biết tại sao, trận chiến này, để cho ta luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tề tướng quốc ngẩng đầu dò xét bầu trời, làm bất hủ cảnh tồn tại, đại đạo đẳng thân tâm thần có chút không tập trung, thường thường mang ý nghĩa đại đạo đã phát giác được giữa thiên địa nguy cơ, đối với mình dự cảnh. Chẳng lẽ, mình quốc bên trong có so với chính mình còn muốn lợi hại hơn đại cao thủ? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên bầu trời vỡ ra, không chung có gì đó quái lạ đến cực điểm đạo lực khuấy động, phảng phất hỗn độn hải đập vụn bỉ ngạn hồng nguyên biên giới, đi vào thiên khung chỗ. Chương 1476, cái kia nặng nề không gì sánh được hỗn độn chi khí, liền phẳng phất hải dương treo ngược ở trên, sóng cả mãnh liệt, bành trướng khuấy động, mà tại sóng biển ở giữa, có thô to như là sơn nhạc khí trụ xoay tròn lấy, phẳng phất từng đạo hỗn độn trường long, lại có muốn đập vụn bỉ ngạn xu thế. Tu quốc mấy trăm vạn tu sĩ đại quân gặp tình hình này, lập tức quân tâm tan rã, có chiến trận khuynh hướng hư hỏng. Lúc này, mảnh kia hỗn độn hải rốt cuộc lộ ra mánh khóe, chỉ gặp biển bốn phía có hào quang sáng tỏ truyền đến, lại là từng đoá từng đoá cánh hoa từ đáy biển từ từ bay lên hình thành một tòa thập nhị phẩm đài sen đài sen chậm rãi nở rộ từng tầng từng tầng thứ tự nở rộ ở trong một tòa hồng nguyên nhảy ra trong lúc nhất thời trên bầu trời tràn ngập kỳ dị đạo âm vang dội không gì sánh được vạn đạo cùng vang lên hình ảnh này dù là tề tướng quốc kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được ngây người trong lúc nhất thời quên ước thúc chiến trận lúc này hắn lại nhìn thấy càng kinh người hơn một màn mảnh kia hỗn độn hải phía dưới mơ hồ có màu đỏ thịt quái vật khổng lồ, như ẩn như hiện. Đầu ngón tay, là một đầu ngón tay, hắn cẩn thận quan sát, lập tức nhìn thấy mặt khác đầu ngón tay, mảnh kia minh mông vô ngần hỗn độn hải dưới, lại là một cái lớn lao bàn tay. Hỗn độn hải, đài sen, hồng nguyên, chỉ là trưởng ấn kia dưới thần thông. Tề tướng quốc rung động trong lòng không hiểu, như vậy tráng quan một màn, hắn chưa bao giờ từng thấy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa dãy núi trở nên đen xuống, cái kia hắc ám như là thủy triều, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng trèo đèo lội suối. Tề tướng quốc nhãn lực cực mạnh, nhìn kỹ lại, trong lòng hãi nhiên, chỉ gặp cái kia hắc ám cũng không phải là không có tia sáng, mà là hết thảy hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá, tại chỉ một thoáng liền đã mất đi sinh mệnh, mục nát gây nên. Cái kia hắc ám những nơi đi qua, thậm chí liền thiên địa đại đạo cũng nhao nhao đứt gãy, hủy diệt. Tề tướng quốc kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng đứng dậy, cao giọng nói, mau trốn hắc ám hướng chiến trường vào tới chỉ một thoáng liền đem chiến trường nuốt hết mấy trăm vạn tu sĩ còn chưa tới kịp có hành động liền nhau nhau bị rút đi hết thảy sinh cơ do tuổi trẻ biến giả nua do nhục thân biến hải cốt do hải cốt hóa thành bột mịn pháp bảo của bọn hắn trận đồ nhau nhau mục nát vỡ vụn biến thành bột phấn bay là tả vẩy xuống những tu sĩ này bao hàm sinh chi đạo trong khoảnh khắc liền bị tước đoạt bọn hắn chết thời điểm chính là tử chi đạo nồng nặc nhất thời điểm tử chi đạo trong trước mắt cũng bị tước đoạt mà đổi thành một bên Minh quốc đại quân cũng là như thế hắc ám thế tới nhanh như vậy căn bản không dung đối phương có bất kỳ cơ hội phản ứng mấy triệu người liền táng thân trong hắc ám tề tướng quốc xem thời cơ đến sớm lại là bất hủ giả lập tức hướng nơi xa bỏ chạy trong khoảnh khắc liền chạy ra trăm vạn dặm nhưng mà cái kia hắc ám phun trào tốc độ còn nhanh hơn hắn rất nhanh liền đem hắn đuổi kịp tề tướng quốc chỉ cảm thấy tự thân tinh khí phi tốc sói mòn nhục thân nguyên thần cùng đại đạo bằng tốc độ kinh người biến chất tại hắn phía trước chính là tu quốc quốc đô tiên sơn san sát như là một cái vô thượng tiên cảnh hắc ám vượt qua tề tướng quốc tràn vào tu quốc quốc đô tề tướng quốc trong lòng một mảnh lạnh buốt trong quốc đô ngàn vạn người hoàn toàn chôn vùi cho dù là quốc chủ cũng không có thể trốn qua một kiếp tề tướng quốc ngã xuống nhục thân tử vong nguyên thần sụp đổ đại đạo sụp đổ mà tại chỗ xa hơn hắc ám nuốt hết hết thảy đem tu quốc minh quốc khang quốc thang quốc mấy chục quốc gia phương viên trăm triệu dặm mấy tỷ người, hết thảy bao phủ. Thiên ngoại, sinh tử đại đạo quân đến thiên địa này ở giữa sinh tử đạo lực, tu vi tăng vọt vậy mà một bên trùng kích đạo chủ cảnh, một bên hướng hứa ứng liều mạng công tới. Ta không thể sống, như vậy, người trong thiên hạ vì ta chôn cùng. Sinh tử đại đạo quân thét dài, phía dưới bị ngạn đại lục, như là dài quá một khối đốm đen lớn, đốm đen bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết trương sinh trường. Đạo lực của hắn càng ngày càng mạnh, nhục thân cũng càng lúc càng rộng lớn khoảng cách đạo chủ cảnh cũng càng ngày càng gần hắn đã từng cũng nghĩ qua nuốt tận thiên hạ toàn bộ sinh linh diệt tuyệt bỉ ngạn hết thảy đại đạo chính mình nắm giữ vũ trụ chi sinh tử như vậy chính mình tất nhiên sẽ tu thành đạo chủ nhưng ý nghĩ này vẻn vẹn cái ý nghĩ mà thôi xưa nay không dám biến thành hành động dù sao còn có ba vị đại đạo quân cùng hắn nổi danh huống chi ở trên đại đạo quân còn có đạo chủ vậy mà lúc này hắn bị hứa ứng làm cho cùng đường mặt lộ không thể không đem ý nghĩ này biến thành hành động. Hứa ứng vừa mới đón đỡ hắn chiêu pháp, nhìn như liên tục bại lui, kỳ thực lại là đang không ngừng tiêu hao đạo lực của hắn. Đồng thời, hứa ứng tiên thiên đạo lực đánh vào trong cơ thể của hắn, trước có nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt cùng tịch diệt, sau có thái nhất, vô cực, hồng mông cùng hỗn độn, không ngừng công phạt hắn sinh tử hai đạo, ngầm chiếm đạo lực của hắn. Hắn nhìn như càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng mãnh liệt, kỳ thực là tại vùng vẫy dẫy chết không được bao lâu, hắn liền sẽ bị chín đại dị chủng đạo lực đem tự thân sinh tử đại đạo ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, mà bị hứa ứng thông dong xử lý. Hiến tế thiên hạ chúng sinh, giúp ta đắc đạo, sinh tử đại đạo quân tiếng như kinh lôi, ầm ầm nổ vang, vang vọng đất trời, ta đắc đạo lúc, trưởng quản đại đạo chi sinh tử, đạo sinh đạo diệt, theo ta tâm ý. Ta đắc đạo lúc, trưởng quản vạn loại chi sinh tử, sinh sôi sinh dục, tại ta nắm giữ. Ta đắc đạo lúc, trưởng quản chúng sinh chi sinh tử, đại thiên vũ trụ, sinh diệt tùy tâm. Ta đắc đạo lúc, trưởng quản vũ trụ chi sinh tử, hồng nguyên sinh diệt, theo ta ý chỉ. Hắn phát hạ thể nguyện, sinh tử đại đạo phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng, đạo lực càng ngày càng mạnh, thực lực cũng càng phát ra khủng bố. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hứa ứng thể nội truyền đến khai thiên tích địa giống như tiếng vang, khí tức liên tiếp tăng vọt, chỉ một thoáng tựa như hỗn độn mở, hồng mông sơ phân, hồng nguyên từ nó thể nội sinh trưởng lớn mạnh, diễn sinh tiên thiên ngũ thái, hình thành thái nhất, từ đây có nhân quả luân hồi đợi cho nhân quả hỗn loạn, luân hồi cuối cùng, kiếp vận nổi lên bốn phía, sát phạt liền hưng, tịch diệt kiếp đến, hồng nguyên phá diệt, hồi phục hỗn độn. Lòng vòng như vậy, lặp đi lặp lại liên tục, hứa ứng cho người ta một loại ta tức vũ trụ, ta tức hồng nguyên, ta tức hỗn độn cảm giác. Đây là thân giữ đạo đồng đại đạo đẳng thân cảnh giới, chẳng biết tại sao, lại cho sinh tử đại đạo quân một loại cảm giác, hứa ứng thân giữ đạo đồng đại đạo đẳng thân, càng cao cấp hơn. Hứa ứng hai mắt nhắm lại, giờ khắc này đột phá bất hủ, hắn đối với hậu thiên nghịch phản tiên thiên có càng nhiều lĩnh ngộ. Sinh tử đại đạo quân thấy thế, lập tức lấn người đánh tới, nhưng vào lúc này, hứa ứng đưa tay một chỉ điểm ra. Suy, hứa ứng chỉ lực xuyên qua sinh tử đại đạo quân bàn tay, mang theo sinh tử đại đạo quân tay đặt ở mi tâm của hắn. Sinh tử đạo huynh, ta rất muốn cho ngươi hủy đi bỉ ngạn, giết chết tất cả người bỉ ngạn, nhưng là ngươi nếu là đắc đạo, chỉ sợ ta cũng không giết được ngươi. Cho nên, chỉ có thể sớm tiến ngươi lên đường sinh tử đại đạo quân bên tai truyền đến hứa ứng thanh âm, thể nội chín loại đạo lực đột nhiên bộc phát, trong khoảnh khắc hình thành từng tòa to to nhỏ nhỏ hồng nguyên, ngầm chiếm hắn sinh tử đạo lực. Sinh tử đại đạo quân chỉ cảm thấy thể nội sinh tử đạo lực mất khống chế, kinh hãi muốn tuyệt, tê thanh nói, ngươi là đạo chủ. Không, ta là bất hủ, hứa ứng chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú đôi mắt của hắn, chỉ là ta bất hủ cảnh, cùng các ngươi khác biệt. Trường 1477, có nữ lê tiêu, trời sinh phản cốt, Đạo Kỳ Thiên, Hồ Sơn Các, cam tuyền cung bên trong tiên nhạc trận trận, len keng lọt vào tai. Lâm đạo chủ mặt trầm như nước, không có bất kỳ cái gì thần thái biến hóa, nhưng ánh mắt lại có mấy phần phức tạp, vân về cái cảm sợi dâu, trầm ngâm không chừng. Lão ra còn tại suy tư, phải chăng hẳn là cứu sinh tử đại đạo quân. Một bên lục dị nhân dò hỏi, lâm đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu, đối với tên đệ tử này, hắn mười phần yêu thích, mặc dù hắn đem lục dị nhân trục xuất hồ sơn các, để lúc nào đi lịch kiếp, nhưng lục dị nhân lại thường xuyên trở về, ân cần hầu hạ, rất cho hắn tâm ý. Sinh tử đại đạo quân dù sao cũng là ta bị ngạn chính thống thánh tộc, huyết mạch cao quý, không phải những cái kia dị chủng thánh tộc. Hắn tất nhiên có thể trở thành đạo chủ, nếu như ta lúc này xuất thủ cứu hắn, kết một cái thiện duyên, tương lai cho dù ta cùng với những cái khác đạo chủ tranh chấp, cũng tốt xấu có cái giúp đỡ. Lâm đạo chủ trần chờ không quyết, nói ra ý nghĩ của mình, nói, nhưng mà sinh tử đại đạo quân lệ khí quá thịnh, lần này sát sinh vô số tuy nói đại bộ phận đều là thánh tộc mới chết cũng liền chết rồi nhưng dù sao kiếp vận ra thân cứu hắn mà nói chỉ sợ sẽ liên lụy đến ta hắn thở dài nói đạo chủ cũng không phải không gì làm không được đồ nhi người thấy thế nào lục dị nhân nói đệ tử coi là kiếp vận thực sự mờ mịt nan giải bích du cung chu tiên kiếm cũng thực sự sắc bén về phần tịch diệt kiếp càng là đệ tử không dám nghĩ lâm đạo chủ liếc nhìn hắn một cái cười nói láo cá cũng được, vì cứu một cái sinh tử đại đạo quân để cho ta chọc một thân tanh, không đáng. Theo hắn đi thôi, chỉ là hứa ứng này, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thăm thẳm, cách không nhìn chăm chú lên thế gian thiên ngoại chiến đấu. Tam giới thiên tài, nếu là không thể vì bản thân ta sử dụng, chỉ cần sớm một chút hủy đi a, à, không thể để cho hắn dạng này hồ nháo tiếp. Hắn không có lên tiếng, trong lòng yên lặng nói, bất quá, thật sự là hắn còn chỗ hữu dụng. Hắn bốn chỗ phục sinh năm đó đạo chủ đã giảm bớt đi chúng ta một phen tay chân. Hắn cũng không đem cái này lựa chọn giao cho lục dị nhân, bởi vì hắn đã biết lục dị nhân thái độ. Không biết hoa đạo huynh cùng là đạo hiếu, ra sao thái độ. Trong lòng của hắn yên lặng nói, Lê Tiêu khống chế linh tinh môn, ra sức trốn ra phía ngoài đi, tránh né sinh tử đại đạo phạm vi bao phủ, đợi cho nàng ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sinh tử đại đạo đã đình chỉ khuất trương. Lê Tiêu ngơ ngẩn, sinh tử đại đạo quân không tiếc hủy đi bỉ ngạn tất cả sinh mệnh, cũng muốn đột phá đại đạo chủ, đánh giết hứa ứng, làm sao lại đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ, sinh tử đại đạo quân bại, trong nội tâm nàng khó có thể tin, so sánh sinh tử đại đạo quân bị thua, nàng càng muốn tin tưởng hứa ứng đã thảm tao độc thủ. Nàng đang muốn trở về dò xét, lúc này một thanh âm truyền đến, lê tiêu, sinh tử đại đạo quân đã chết, là hứa ứng giết chết. Lê tiêu trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp linh tinh môn bên trong vô lượng tinh quang lưu truyền, một cái cao lớn lão giả từ trong quang mang đi ra, chính là hoa thịnh thịnh hoa đạo chủ. Lê Tiêu vội vàng kho người lễ bái, nói, đệ tử tham kiến đại lão ra. Nàng trong lòng thình thịch nhảy loạn, từ trong tinh quang đi ra chính là hoa đạo chủ hóa thân. Cái này linh tinh môn chính là hoa đạo chủ bảo vật, cho tới nay cũng không từng có người luyện hóa. Hứa ứng như vậy, huyền hồng đạo chủ cũng là như thế, sinh tử đại đạo quân thì không có cơ hội. Nói cách khác, sinh tử đại đạo quân giết Lê Tuyết Lê Tiết Sư Tỷ Lúc, Sư tôn đều nhìn ở trong mắt nàng cái chán toát ra từng khỏa mồ hôi, thầm nghĩ ta đối với hứa ứng cảm mến, chỉ sợ cũng bị hắn nhìn ở trong mắt. Hoa đạo chủ tinh quang hóa thân thản nhiên nói, đứng lên đi. Lần này vất vả ngươi, lê tiêu sinh sinh đem mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông hấp thu về thể nội, rất cung kính đứng dậy. Hoa đạo chủ nói, dọc theo con đường này, ngươi làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi làm được rất tốt. Sư huynh sư tỷ của ngươi bạc mệnh, táng thân ở trong kiếp phận nhưng mạng ngươi cứng rắn, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ta muốn ngươi đi theo hứa ứng, tiếp tục giả vờ đối nghịch hắn cảm mến dáng vẻ. Lê Tiêu trong lòng run lên, nói, đệ tử không hiểu. Hoa đạo chủ cười nói, ngươi đi theo hắn, mang theo linh tinh môn, trợ giúp hắn diệt trừ nguy hiểm. Cô nam quả nữ, lẫn nhau ở chung vãng lai, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình, ngươi lưu tại bên cạnh hắn, an toàn không thành vấn đề. Đợi cho vi sư đem hắn lợi dụng xong, liền muốn tế lên linh tinh môn, đem hắn chu sát. Lê Tiêu cúi đầu xưng là, hoa đạo chủ đi trở về linh tinh môn, nói, ngươi có thể đi trợ hắn. Thân ảnh của hắn biến mất tại trong tinh quang, chậm rãi đắm chìm, hóa thành trong tinh hải quang mang. Lê Tiêu ngẩng đầu, trong lòng không biết nghĩ thế nào, đột nhiên quay người, thu hồi linh tinh môn phá không mà đi, không bao lâu liền tìm được hứa ứng. Chỉ gặp sinh tử đại đạo quân cùng sau lưng hứa ứng, mộc mộc ngơ ngác, nhắm mắt theo đuôi. Lê Tiêu hiếu kỳ nói, hắn còn sống chết rồi hứa ứng sắc mặt như thường nói hắn chỉ còn lại có một bộ túi da sinh tử đại đạo đều bị ta chỗ hóa ta giữ lại hắn thể xác còn muốn đi tìm phụ cận cấm khu để mà tỉnh lại nơi đó đạo chủ lê tiêu trong lòng chấn kinh vạn phần hắn vậy mà thật giết chết một vị đại đạo quân hứa ứng trong lòng cuối cùng buông xuống một khối đá lớn sinh tử đại đạo quân mặc dù cũng không như thế nào lợi hại nhưng là người tam giới thiên địch hắn sinh tử đại đạo có thể trực tiếp để tam giới tân đạo văn phá diệt phá hủy tam giới đại đạo. Tam giới, trừ hư ứng, hư hoàng, thông thiên đạo chủ mấy người kia bên ngoài, chỉ sợ không người sẽ là đối thủ của hắn. Nếu là sinh tử đại đạo quân còn sống, như vậy tam giới vẫn lấy làm kiêu ngạo tân đạo văn, tại bỉ ngạn không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Ta biết phụ cận có một cấm khu, tên là bàn minh cốc, bên trong cực kỳ âm trầm, khắp nơi đều là đứt gãy mảnh vỡ đại đạo. Lê Tiêu cười nói, người nếu là muốn tạo phản, không ngại đi một chuyến bàn minh cốc, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Hứa ứng lấy ra địa lý đồ, tìm được bàn minh cốc vị trí, quả nhiên cách nơi này không tính quá xa, cười nói, tốt. Chúng ta liền đi một chuyến bàn minh cốc, Lê Tiêu nhớ tới hoa đạo chủ phân phó, trong lòng trần chờ ta có nên hay không nói cho hắn, phục sinh đạo chủ càng nhiều, hắn cách tử vong liền càng gần. Thế nhưng là, nói cho hắn, ta liền muốn chết. Hai người kết bạn đồng hành, Lê Tiêu lo lắng, chợt thấy phía dưới một vùng tăm tối, nơi đó là sinh tử đại đạo quân điều động giữa thiên địa sinh tử đạo lực lưu lại phá hư hứa ứng ngươi là người tam giới ngươi nếu là thành đạo chủ tương lai sẽ làm như thế nào đối đãi bỉ ngạn lê tiêu nói đến đây đột nhiên cười nói ngươi mơ tưởng gạt ta ta biết các người thái nhất môn phong xưa nay đều là muốn tạo phản hứa ứng thật sâu liếc nhìn nàng một cái nói ta đối với bỉ ngạn trung thành tuyệt đối ta tất cả thành tựu đều là đi vào bỉ ngạn sau lấy được sao lại tạo phản lê tiêu hừ một tiếng không tiếp tục để ý hắn. Hứa ứng kinh ngạc, không biết nàng thức cái gì, cười nói, ngược lại là sư tôn ta Thái nhất, tạo phản làm loạn, đi theo thiên thành tử lão ma đầu chạy, chắc chắn sẽ làm hại tứ phương. Ta hướng là đạo chủ đã thề, gặp được hắn, nhất định phải đại nghĩa diệt thân. Ta cảm thấy, một ngày này cũng nhanh đến, Lê Tiêu nguyên bản không muốn để ý tới hắn, nghe vậy lại bị câu lên lòng hiếu kỳ, nói, người thật sẽ đối với Thái nhất thống hạ sát thù. Bất quá thái nhất đại đạo quân có thể không thể so với sinh tử đại đạo quân, sinh tử đại đạo quân chưa hẳn có thể tại thái nhất trong tay đi qua một chiêu. Hứa ứng nghiêm nghị nói, ta cùng thái nhất phản tặc, không đội trời chung. Ta đánh với hắn một trận, bắt buộc phải làm. Trong lòng của hắn yên lặng nói, thái nhất chờ đợi ta trở thành kế tiếp hạo dập, chờ hắn đột phá đạo chủ, chờ đợi rất lâu. Lúc trước ta không có năng lực này, nhưng bây giờ ta đã có cùng hắn phân cao thấp nắm chắc. Cùng thái nhất một trận chiến, hứa ứng đồng dạng chờ mong đã lâu. Thái nhất kỳ vọng có thể tại lĩnh giáo hứa ứng đạo Pháp thời điểm, trợ chính mình có khắc khai ngộ, trở thành đạo chủ, hứa ứng cũng chờ mong thái nhất có thể mang cho chính mình càng nhiều gợi mở. Hai người tới bàn minh cốc, hứa ứng hướng trong cốc nhìn lại, quả nhiên hiểm ác, nhưng gặp đại đạo phá toái như hắc phong, ở trong cốc gào thét, mỗi lần có khác biệt mảnh vỡ đại đạo tổ hợp, hóa thành các loại ma thần ma vương, giữ tợn khủng bố, thị sát thành tính. Những ma thần ma vương kia nhưng cũng rất cổ quái, thường thường lợi trảo vung lên, liền xé rách thời không, ẩn núp mà đi, vô tung vô ảnh. Bị bọn hắn xé rách trong vết rách thời không, hiện ra một vũ trụ khác cảnh tượng, đang có rất nhiều tu sĩ cùng ma thần ma vương chém giết, rất là thảm liệt. Bị chân áp ở đây đạo chủ không thể coi thường, hứa ứng thấy thế, không khỏi động dung, hướng lê tiêu nói, người này đại đạo phá toái, mảnh vỡ đại đạo có thể tổ hợp thành khác biệt ma thần ma quái, thông qua hắn động nguyên mảnh vỡ tiến vào vũ trụ khác, cho hắn cướp đoạt sinh linh, hiến tế cho hắn coi như ta không đến phục sinh hắn, chỉ sợ tiếp qua mấy vạn năm, hắn cũng có thể bản thân phục sinh. Lê Tiêu dò hỏi, người có thể nhìn ra người này khi còn sống tu chỉ chính là cái gì đại đạo sao? Hứa ứng quan sát một lát, nói, là ma đạo. Vị này đạo chủ lợi hại, phục sinh hắn, không cần đến hiến tế toàn bộ sinh tử đại đạo quân. Lê Tiêu trầm ngâm nói, nếu như là ma đạo đạo chủ mà nói, như vậy người này hẳn là lăng yên minh vương. Ta nghe sư tôn nói người này là ma đạo đắc đạo chương 1478, hứa ứng kiểm tra một phen, tâm niệm vừa động, sinh tử đại đạo quân thể nội phá toái đại đạo gào thét mà ra, hướng trong cốc sũng mãnh lao tới. Lăng yên minh vương đã có thể đem đại đạo của mình mảnh vỡ tổ hợp, hóa thành ma thần ma vương xuyên thẳng qua hư không, chui vào vũ trụ khác săn giết tu sĩ huyết tế chính mình, bởi vậy hứa ứng không cần bố trí huyết tế trận pháp đến phục sinh hắn. Chính hắn liền có thể làm đến, hứa ứng muốn làm, chính là cung cấp cho hắn đủ nhiều mảnh vỡ đại đạo huyết tế phục sinh nguyên lý, lấy khôi phục đại đạo là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bỉ ngạn đại đạo kết cấu là lý văn kết cấu, lý văn là do dạng nhánh cây hoa văn tạo thành. Nếu như không ngừng chia nhỏ, phân đến nhỏ bé nhất chỗ, vô luận cái gì đại đạo, đều là do trụ cột nhất lý văn cơ cấu mà thành. Đạo chủ mặc dù đại đạo vô cấu, nhưng bị người đánh nát đại đạo, không cách nào trực tiếp khôi phục, cho nên phải dùng bất hủ giả mảnh vỡ đại đạo đến tỉnh lại nó đại đạo, để phá toái đại đạo trọng liên. Đại đạo khôi phục, đạo chủ tự nhiên cũng có khả năng phục sinh khả năng. Lại thêm bất hủ giả đại đạo thân thể, hóa thành huyết khí thoải mái đạo chủ vết thương chí mạng, lấy bất hủ giả là chất dinh dưỡng, tu bổ những vết thương này. Huyết tế hoàn thành, liền có thể phục sinh, hứa ứng đem sinh tử đại đạo quân hiến tế non nửa, lập tức nói, lê cô nương, đi. Hai người phi tốc đi xa, qua không lâu, trong lúc bất chợt bàn minh cốc bên trong ma khí hướng ra phía ngoài bành trướng, càng ngày càng đậm, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, giữa thiên địa ma đạo cùng gieo vang theo hóa thành đạo đạo hắc quang nhao nhao tràn vào trong cốc